Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 94. Nghe Nguyên Thần Huyễn nói vậy, Phòng Âm Dương cũng sững sờ, nhưng ngay sau đó lão ta nói, lão độc vật, không phải là ngươi quên bia khảo nghiệm rồi chứ? Chúng ta có tu vi địa tiên tam chuyển, không thể tiến vào khu vực dưới độ kiếp được, do đó không thể đi cùng bọn chúng. Chúng ta tiến vào Thái Hoang cũng chỉ có thể đến khu vực hoạt động của Đại Thừa Kỳ trở lên thôi, thế thì vào trong làm gì? Lẽ nào ngươi không biết có thể đi vào khu vực độ kiếp từ khu vực Đại Thừa? Nguyên Thần Huyễn cất giọng âm u nói. Phòng Âm Dương chợt hoàn hồn, thốt lên đầy kinh ngạc, ngươi. Ngươi điên à, vào khu vực dưới độ kiếp từ khu vực trên Đại Thừa Kỳ thì phải áp chế cảnh giới tu vi xuống độ kiếp. Điều quan trọng là cái giá phải trả quá lớn, áp chế cảnh giới cần cấm thuật hóa huyết phong ấn. Ít nhất cũng phải hao tổn 300 năm tu vi. Đến lúc đó, cho dù khôi phục lại cũng suy yếu một thời gian dài. Cái giá 300 năm tu vi không nhỏ đâu. Mấu chốt là sau khi thi triển cấm thuật, chúng ta chỉ là độ kiếp kỳ, giống với những người khác trong khu vực. Chẳng may gặp phải mấy tu sĩ độ kiếp cấp bậc quái thai, hoặc là yêu thú cường đại, chúng ta bị chém giết. Đến lúc đó chẳng phải là muốn khóc cũng chẳng kịp sao. Phải biết rằng sau khi chúng ta thi triển cấm thuật hóa huyết phong ấn, khí tức của chúng ta khác các tu sĩ độ kiếp kỳ bình thường, rất dễ thu hút yêu thú ở Thái Hoang Tinh Hải tấn công. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì phiền to. Nguyên Thần Huyễn nhìn Phong Âm Dương, âm u nói, Phong lão quỷ à, so với việc ta có thể vượt qua thiên kiếp tứ chuyển và ngươi lấy được thần ma y điển, thì chút hy sinh và nguy hiểm ấy rất đáng giá. Hơn nữa, mặc dù sau khi chúng ta thi triển hóa huyết phong ấn, cảnh giới tu vi bị áp chế xuống độ kiếp kỳ, nhưng là độ kiếp đại viên mãn, cũng coi như là đỉnh phong từ cảnh giới phân thần đến độ kiếp kỳ. Cho dù gặp phải mấy quái vật tu luyện cũng có thực lực đối phó. Còn chuyện thu hút yêu thú thì ngươi không cần quá lo lắng. Yêu thú Thái Hoang Tinh Hải xuất hiện trong khu vực độ kiếp kỳ trở xuống không có mấy con chống đỡ được tu vi độ kiếp đại viên mãn đâu, xác suất ngươi nói rất nhỏ, vận may của chúng ta không thể nào kém như vậy. Vì thế, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Chẳng may tình huống ta lo lắng xảy ra, Dương Bách Xuyên được người khác để mắt, Lục Yên Chi cũng được Thánh Địa lôi kéo, vậy thì tất cả những gì chúng ta làm đều uổng phí. Không đến mức đó chứ. Hai đồ đệ của ta có tu vi độ kiếp hậu kỳ. Hơn nữa, hai đồ đệ của ngươi tuy tu vi thấp nhưng là cao thủ dùng độc. Chúng ta cũng đã dặn dò bọn chúng một khi tiến vào trong Thái Hoang phải tìm cơ hội lập tức bắt Dương Bách Xuyên, chắc là không cần chúng ta lo lắng đâu. Cho dù Dương Bách Xuyên có ba đầu sáu tay, hắn cũng chỉ là con kiến cảnh giới hợp thể mà thôi. Và lại, ngươi lo lắng về Lục Yên Chi, nhưng nàng ta là đồ đệ được ngươi bồi dưỡng từ nhỏ. Không đến nỗi bị người của thánh địa khác dụ dỗ theo đến thánh địa chứ. Phong Âm Dương nói thì nói vậy, nhưng giọng điệu không chắc chắn. Nguyên Thần Huyễn híp mắt, vẻ mặt nghiêm túc, Phong lão quỷ, lẽ nào ngươi đã quên chín của vào tế đàn của chín thánh địa lớn của tu chân giới thông với nhau, chín tấm bia kiểm tra khảo nghiệm đều giống nhau. Bên này đồ đệ Lục Yên Chi của ta bộc lộ tiềm lực ba lực lượng viên mãn, trên bia khảo nghiệm ở tám nơi khác cũng có thông tin đồng bộ. Tức là chín thánh địa lớn đã đồng thời biết trong mấy ngày nay có một người sở hữu ba lực lượng viên mãn. Thiên Phú Long Phượng như vậy là đối tượng tài nguyên được các thánh địa tranh đoạt, cả chín thánh địa lớn đều chú ý tới Lục Yên Chi. Mà Dương Bách Xuyên đi chung với Lục Yên Chi kiểu gì cũng được chú ý. Nhớ đâu người của chín thánh địa lớn phát hiện trên người Dương Bách Xuyên có thần ma y điển, nhất là người của Hoàng Triều Hiên Viên phát hiện ra Dương Bách Xuyên, người cho rằng mình còn có cơ hội lấy được thần ma y điển sao? Có đi hay không, người tự cân nhắc đi. Nguyên Thần Huyễn nói xong, rốt cuộc vẻ mặt Phong Âm Dương cũng thay đổi. Lão ta xuất thân từ Hoàng Triều Hiên Viên, tất nhiên biết rõ người của gia tộc Hiên Viên khao khát thần ma y điển hơn bất cứ ai. Phong Âm Dương nhìn Nguyên Thần Huyễn, cắn răng nói, quyết định như vậy đi. Chờ bọn chúng tiến vào Thái Hoang Tinh Hải, chúng ta cũng vào trong. Người nói đúng, so với thần ma y điển thì chút hy sinh ấy chẳng là gì. Hai lão già đã hạ quyết tâm dùng bí pháp cấm thuật từ khu vực Đại Thừa Kỳ trở lên tiến vào khu vực Thái Hoang dành cho độ kiếp trở xuống, bắt lấy Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi. Hai người này đều quyết tâm đạt được mục tiêu của mình, không cho phép xuất hiện bất kỳ sự cố nào. Chấm chấm chấm. Ở một nơi khác, Dương Bách Xuyên đặt tay lên bia khảo nghiệm, bắt đầu kiểm tra, thật ra hắn cũng tràn đầy chờ mong vào bài kiểm tra của mình. Nhục thể cảnh giới sinh tử.
chân khí và lực lượng nguyên thần đều mạnh hơn người cùng thế hệ gấp 10 lần. Hắn tự thấy cho dù mình kém hơn 3 lực lượng viên mãn của Lục Yên Chi thì ít nhất cũng phải là 3 lực lượng cấp 9. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra vượt quá tưởng tượng của hắn. Theo ý của lão giả khảo nghiệm, Dương Bách Xuyên chỉ cần đặt tay lên bia khảo nghiệm, cảm ứng cộng hưởng với 3 nguyên tố lực lượng trong bia khảo nghiệm là được, không có gì khó. Khi hắn đặt tay lên, bắt đầu nhắm mắt cảm ứng 3 loại lực lượng trong bia khảo nghiệm, tiếng nổ càng lớn chứng tỏ cấp bậc lực lượng càng cao. Trong cảm giác của Dương Bách Xuyên chỉ có 3 luồng ánh sáng màu đỏ, trắng, vàng chói mắt. Hắn biết ý thức đã tiến vào trong bia khảo nghiệm, tựa như đặt mình trong một hải dương gồm 3 loại nguyên tố lực lượng. Sau đó, việc hắn phải làm là cộng hưởng với những nguyên tố lực lượng này, vậy là xem như hoàn thành bài kiểm tra. Sau khi Dương Bách Xuyên phóng ra 3 nguồn lực nhục thể, chân khí, nguyên thần, nguyên tố lực lượng 3 màu trong bia khảo nghiệm cùng sôi trào. Dương Bách Xuyên có cảm giác tiếp theo lực lượng mình thi triển ra sẽ đốt nguyên tố lực lượng 3 màu, sau đó nổ tung. Theo lời lão giả nói, có thể khơi gợi cảm giác nguyên tố lực lượng 3 màu xoay quanh ý thức là khảo nghiệm thành công rồi, khiến cho nguyên tố lực lượng 3 màu hoạt động càng mạnh chứng tỏ cấp độ lực lượng càng cao cấp. Nhưng ngay sau đó, sự cộng hưởng của Dương Bách Xuyên giống như một muôi nước lạnh đổ vào chảo dầu nóng. Bia khảo nghiệm và nguyên tố lực lượng 3 màu là chảo dầu, hắn là một giọt nước lạnh. Hai bên gặp nhau, hậu quả là nổ tung. Điều này nằm ngoài dự liệu của Dương Bách Xuyên. Tiếp theo, hắn nghe thấy một tiếng rắc vô cùng rõ nét. Hình như, bia khảo nghiệm nổ rồi. Sau khi tiếng rắc vang lên, Dương Bách Xuyên bỗng giật mình bừng tỉnh. Rút ý thức ra khỏi bia khảo nghiệm, toàn bộ cảm chi đều tiêu tan. Hắn mở mắt ra thì phát hiện xung quanh hơi yên tĩnh, rất nhiều người lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó, từng chàng cười chế giễu vang lên. Ôi đệt, thử một lúc lâu mà bia khảo nghiệm không sáng lên tí nào, chẳng có một màu nào sáng lên cả. Hóa ra vị huynh đệ này là một kẻ vô dụng. Ha ha, chứ gì nữa, dù chỉ là cấp 1 cũng được, nhưng lại chẳng sáng tẹo nào. Có thể nói vị huynh đệ này là người đầu tiên từ xưa đến nay. Không sai, kẻ vô dụng nhất từ xưa đến nay. Ha ha ha, cười chết mất thôi. Ta cấp 2 đã là vô dụng lắm rồi, không ngờ còn một vị huynh đệ cấp 0. Ta thấy tâm lý cân bằng rồi, ha ha ha. Đúng thế. Chấm chấm chấm. Tiếng cười nhạo xung quanh lọt vào tai Dương Bách Xuyên, nhưng sắc mặt hắn không hề thay đổi, không hề kinh hoàng. Lão giả khảo nghiệm thì lại đột nhiên đứng dậy từ bên bàn đá, nhìn chằm chằm vào bia khảo nghiệm với sắc mặt cực kỳ khó coi. Dương Bách Xuyên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bia khảo nghiệm, lúc này hắn cũng phát hiện thấy điểm bất thường. Điều hắn vô cùng kinh ngạc là màu sắc đại diện cho 3 loại lực lượng trên bia khảo nghiệm không sáng dù chỉ một màu. Thế nhưng, trên bia khảo nghiệm xuất hiện vết nứt chằng chịt, rõ ràng là bia khảo nghiệm đã nứt vỡ. Không tới gần thì hoàn toàn không phát hiện ra những vết nứt nhỏ này. Chỉ có hắn và lão giả khảo nghiệm có thể nhìn rõ. Dương Bách Xuyên căng thẳng, lực lượng của hắn không kiểm tra ra được cái gì, nhưng lại phá hỏng bia khảo nghiệm của người ta. Trước đó hắn nghe thấy tiếng rắc kia rất chân thật đó. Phải làm sao đây? Hắn phớt lờ tiếng cười nhạo xung quanh, chỉ quan tâm lão giả phát hiện ra bia khảo nghiệm nứt vỡ liệu có gây phiền phức cho hắn hay không. Lúc Dương Bách Xuyên đang lo lắng, chỉ nghe thấy lão giả trầm giọng nói, tu chân giả Dương Bách Xuyên, cảnh giới hợp thể sơ kỳ, kiểm tra sức mạnh không thể giám định. Sức mạnh không thể giám định. Không thể giám định là cấp bậc gì? Các kiểm tra đánh giá đều do bia khảo nghiệm thực hiện, lão giả này chỉ là người thủ hộ của Thánh Địa Ngân Hà, chịu trách nhiệm đọc kết quả khảo nghiệm được hiện lên. Cũng tức là không thể kiểm tra được thực lực của Dương Bách Xuyên. Vậy nên lão giả chỉ có thể tuyên bố kết quả không giám định được, điều này khiến rất nhiều người lấy làm lạ. Nhưng nhiều hơn là chế giễu Dương Bách Xuyên, mọi người đều cho rằng tư chất của Dương Bách Xuyên quá thấp, nghề hắn ta là đồ phế vật. Mà khi Dương Bách Xuyên nghe thấy kết quả được lão giả công bố, cũng không có ý trách móc, hắn lập tức buông lỏng, điều mà hắn lo lắng nhất lúc này là lão giả có cho hắn tiến vào Thái Hoàng Tinh Hải hay không. Dương Bách Xuyên nhìn lão giả, hắn thấp thỏm hỏi, tiền bối. Ta có được vào Thái Hoang Tinh Hải không? Lão giả nhìn hắn bằng ánh mắt sâu thẳm, được. Dương Bách Xuyên yên tâm, chỉ cần không ảnh hưởng tới việc hắn vào Thái Hoang Tinh Hải là được,
hắn gật đầu với lão giả rồi vội vàng rời khỏi bia khảo nghiệm, đi về phía mấy người Lục Yên Chi, qua được khảo nghiệm là có thể tiến vào Thái Hoang Tinh Hải bất cứ lúc nào. Hắn chỉ sợ ở lâu thêm lúc nữa, bia khảo nghiệm đột nhiên vỡ vụn thì hắn có muốn đi cũng không được. Chấm chấm chấm. Sau khi thấy Dương Bách Xuyên vội vàng rời đi, lão giả Kỷ Trường Hồng cũng không ngồi yên được, lão vẫy tay về phía xa xa, ngay lập tức có một tu sĩ đại thừa kỳ đi tới, cung kính hành lễ nói Kỷ lão có gì phân phó. Mau đưa tin cho Thánh Địa, bảo Thánh Địa phái người vào Thái Hoang Tinh Hải, tranh thủ thu nhận Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi vào Thánh Địa Ngân Hà chúng ta, ngoài ra điều tra lai lịch của hai người họ, nếu không phải đệ tử của những Thánh Địa khác, nhất định phải nhận hai người này vào Thánh Địa Ngân Hà. Đặc biệt là Dương Bách Xuyên, bảo Thánh chủ phái đệ tử tinh anh vào Thái Hoang Tinh Hải tiếp xúc với Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi. Kỷ Trường Hồng nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy, nhưng lão lại không thể kìm nén được sự phấn khích. Gã tu sĩ nghe thấy Kỷ Trường Hồng căn dặn như vậy thì có chút ngạc nhiên, hắn biết dẫn đường của Thánh Địa chuyên tuyển những người có tư chất xuất sắc, bình thường sẽ không dễ điều động, một khi đệ tử tinh anh mời chào một người thì cả Thánh Địa sẽ hỗ trợ, không có người nào là dẫn đường không đào được. Không ngờ giọng nói nghiêm túc của Kỷ Trường Hồng lại xúc động tới mức để cho dẫn đường phái đệ tử tinh anh đi chiêu mộ người. Lục Yên Chi thì hắn có thể hiểu được, dù sao thì nàng cũng có sự kết hợp của ba lực lượng thành một thập hoàn hảo, nhân trung long phượng, loại tiềm lực này là đối tượng mà bất cứ thánh địa nào cũng muốn mời chào. Nhưng Dương Bách Xuyên thì sao, vừa rồi bia khảo nghiệm còn không có tiếng vang nào, cũng tuyên bố kết quả không thể ước định, sao hắn nghe ý tứ của Kỷ Trường Hồng lại giống như... Dương Bách Xuyên còn quan trọng hơn cả Lục Yên Chi. Mặc dù Kỷ Trường Hồng là trưởng lão của Thánh Địa Ngân Hà bọn họ, địa vị tôn kính, nhưng hắn vẫn muốn hỏi một câu, lẽ nào tên Dương Bách Xuyên này không giống với những người khác? Gã tu sĩ đại thừa kỳ sau khi nghe xong thì nhỏ giọng nói, Kỷ lão, mục tiêu của chúng ta là Lục Yên Chi, cái này ta đã chuẩn bị đưa tin cho tông môn rồi, nhưng cái tên Dương Bách Xuyên kia còn không khiến cho bia khảo nghiệm nổ, thuộc hạ, không hiểu lắm. Kỷ Trường Hồng thấp giọng nói, ngươi nhìn lại bia khảo nghiệm đi, nhớ là được có rêu dao. Tu sĩ đại thừa kỳ nghe vậy thì nghi ngờ nhìn qua, giây sau, cơ thể hắn run lên, há to miệng, hắn ta không ngờ trên bia khảo nghiệm lại xuất hiện vết nứt chằng chịt, đây không phải là chuyện nhỏ. Phải biết rằng, tấm bia thử nghiệm đã được lưu truyền từ lâu, có tin đồn, bia khảo nghiệm này được Thánh chủ Thánh Địa luyện chế. Trong kỷ nguyên trước, Thánh chủ của cửu đại thánh địa đã liên hợp lại luyện chế ra 9 tấm bia khảo nghiệm, mặc dù mục đích là để kiểm tra tu vi và tam lực của tu chân giả tiến vào Thái Hoang Tinh Hải, nhưng chắc chắn tấm bia khảo nghiệm này chính là chí bảo. Thánh chủ là người có cấp bậc như thế nào, không một ai biết, nhưng nhất định sẽ có tư chất thần thông và một thân đầy bản lĩnh. Cửu đại thánh chủ cùng nhau luyện chế ra 9 bia khảo nghiệm, được luyện chế dựa trên sức mạnh cấp thập nhị của chính bản thân họ, trải qua biết bao nhiêu năm tháng. Họ chưa từng nghe thấy ai có thể đạt tới cấp thập nhị chứ đừng nói tới việc khiến cho bia đá kia xuất hiện vết nứt. Lúc này, tu sĩ đại thừa kỳ mới hiểu được, vì sao Dương Bách Xuyên lại không khiến cho bia khảo nghiệm phát ra tiếng nổ, chỉ có duy nhất một kết quả khiến hắn ta cảm thấy sợ hãi, tiềm lực của Dương Bách Xuyên đã đạt tới, hoặc là vượt qua cả cấp thập nhị, người này có tiềm lực sánh ngang với thánh chủ thời cổ xưa, vậy nên bia khảo nghiệm mới không chịu nổi kiểm tra tư chất của hắn, xảy ra hiện tượng rạn nứt. Không gây ra bất cứ tiếng vang nào. Chẳng trách Kỷ Trường Hồng lại phấn khích như vậy. Gã tu sĩ đại thừa kỳ hít sâu một hơi, cố gắng đè nén chấn động, Kỷ lão, ta lập tức đưa tin cho Thánh chủ. Không, ta nghĩ ngươi nên đích thân đi gặp Thánh chủ, nói rõ ràng tình huống ở đây, xin Thánh chủ quyết định, mặc dù hiện tại vẫn chưa xác định có phải do tiềm lực của Dương Bách Xuyên vượt quá bia khảo nghiệm nên mới xuất hiện vết nứt. Hay là còn nguyên nhân nào khác, nhưng chuyện này phải được báo lên Thánh chủ. Nếu như Dương Bách Xuyên thật sự là một người có tiềm lực tư chất đạt tới cấp thập nhị, thậm chí là vượt qua, vậy thì chúng ta càng phải có được, 9 tấm bia khảo nghiệm đều có kết quả giống nhau, tình huống của Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi bên này, 8 thánh địa kia chắc cũng nhận được tin tức rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mà Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi đều là tu sĩ từ Thánh Địa Ngân Hà chúng ta, nếu tiềm lực của hắn có cấp bậc sánh ngang với Thánh Chủ thời cổ xưa, chạy khỏi Thánh Địa chúng ta, bị những nhà khác đào mất, vậy thì Thánh Địa Ngân Hà sẽ trở thành trò cười cho người khác. Kỷ Trường Hồng nghiêm túc nói. Thuộc hạ lập tức đi gặp Thánh Chủ bẩm báo.
Tu sĩ đại thừa kỳ vội vàng rời khỏi. Lúc này, đám người Dương Bách Xuyên cũng đã tới, giữa tế đàn là lối tiến vào Thái Hoang Tinh Hải. Bị Kỷ Trường Hồng tuyên bố kết quả khảo nghiệm, đám người xung quanh đều cười nhạo, mắng hắn là phế vật, Dương Bách Xuyên cũng không quan tâm, bởi vì trong lòng hắn tự biết rõ, không phải là hắn không có kết quả, Dương Bách Xuyên còn nhớ rất rõ bia khảo nghiệm rạn nứt và chảo dầu bị đổ nước lạnh, sao kết quả lại là không có gì được. Cuối cùng, Khúc Minh Nguyệt cũng tìm được cơ hội tấn công Dương Bách Xuyên, lúc trước bị Dương Bách Xuyên làm cho tức hộc máu, lúc này trong lòng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Khúc Minh Nguyệt nói ra mấy câu không rõ thái độ, nhưng nàng ta cũng lĩnh giáo được mồm mép lợi hại của Dương Bách Xuyên, thế nên không dám đấu võ mồm, trêu chọc tới Dương Bách Xuyên, nếu không nàng ta sợ là lại bị Dương Bách Xuyên làm cho tức học máu. Lần này, Dương Bách Xuyên không thèm để ý, nghe thấy mấy lời châm biếm của Khúc Minh Nguyệt, hắn chỉ quẳng lại hai chữ ngu ngốc. Khúc Minh Nguyệt tức giận, nhưng nghĩ lại, bọn họ sắp tiến vào Thái Hoang Tinh Hải rồi, không cần phải gây thêm phiền phức vào lúc này. Nàng ta ác độc nghĩ, thứ chó má, cho ngươi ngang ngược một lúc, đợi khi vào Thái Hoang Tinh Hải, tìm được cơ hội, lão nương sẽ cho ngươi biết thế nào là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Khóe miệng Dương Bách Xuyên nhếch lên, mang theo ý thách thức nhìn về phía Khúc Minh Nguyệt, hắn thấy được hận ý đang che giấu trong đôi mắt của nữ tử này, trong lòng cười lạnh, hắn cũng muốn xem thử, sau khi tiến vào Thái Hoang Tinh Hải, Khúc Minh Nguyệt định chơi thế nào. Lục Yên Chi vẫn mang cái dáng vẻ bình thản như cũ, huynh đệ Nghiêm gia thì cười đùa vây quanh nàng, bốn người họ bước vào tế đàn với những tâm tư khác nhau. Cửa vào Thái Hoang Tinh Hải là một cánh cửa hình thái cực khổng lồ, hai bên trái phải đều có cao thủ của Thánh Địa Ngân Hà trấn giữ, cửa bên trái dành cho tu sĩ có tu vi từ độ kiếp kỳ trở xuống, bên phải là đại thừa kỳ. Những hoa văn huyền ảo đang chớp động trên cánh cửa, nơi này mang một hơi thở vô cùng cường đại khiến cho trái tim đập loạn nhịp. Dương Bách Xuyên mù mịt gật đầu với Lục Yên Chi, ý bảo nàng xem tình hình rồi hành động. Năm người họ lần lượt tiến vào Thái Hoang Tinh Hải, dần dần biến mất. Cùng lúc này, Điện Thánh Chủ Thánh Địa Ngân Hà. Nói như thế, cái tên Dương Bách Xuyên đúng là thú vị, bia khảo nghiệm được các thánh chủ cổ xưa luyện chế từ kỷ nguyên thượng cổ, theo như ghi chép lại, tiềm lực của thánh chủ vượt qua cả cấp thập nhị chứ không phải chỉ dừng lại ở cấp thập nhị. Thời đại này của chúng ta được xem như là thời đại đạo Pháp hoang vu, rất nhiều truyền thừa từ thời thượng cổ đều bị đứt đoạn, đến thời điểm hiện tại ngay cả chín thánh chủ của chín thánh địa cũng không có một ai vượt qua cấp thập nhị, sánh ngang được với cấp bậc tiềm lực của thánh chủ thượng cổ. Thế này đi, người phụ trách điều tra bối cảnh của Dương Bách Xuyên với Lục Yên Chi, bên này ta sẽ phái người của dẫn đường đi Thái Hoang Tinh Hải để tiếp cận với hai người bọn họ, Kỷ Trường Hồng nói không sai, không thể để những thánh địa khác giành trước. Đang nói chuyện là người trung niên khoác áo dài trắng, tiêu sái phóng khoáng đứng trước cửa đại điện nhìn về phía chân trời, đây chính là thánh chủ đương thời của Thánh Địa Ngân Hà Bái Nguyệt Lâu. Tu sĩ đại thừa kỳ khom người nhận lệnh, thuộc hạ lập tức đi làm. Không chỉ là Thánh Địa Ngân Hà, tám đại thánh địa còn lại của tu chân giới cũng phát lệnh giống như Bái Nguyệt Lâu, mục đích chính là tiến vào Thái Hoang Tinh Hải tiếp cận với Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi. Chấm chấm chấm. Cựu đại thánh địa cùng lúc phái người hành động, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra trong hơi vạn năm ở tu chân giới, bọn họ có chung mục tiêu là Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi, chuẩn xác mà nói vì Dương Bách Xuyên thì đúng hơn. Giống như Bái Nguyệt Lâu, thánh chủ của những thánh địa khác cũng đoán tiềm lực tư chất của Dương Bách Xuyên có thể sánh ngang với thánh chủ thượng cổ, thế nên có thể kinh động tới cựu đại thánh địa cũng không có gì lạ. Bia khảo nghiệm ở tế đàn Ngân Hà xuất hiện vết nứt, tám thánh địa khác cũng sẽ cảm ứng được. Cũng nhận được tin tức về cái tên Dương Bách Xuyên, tất cả đều phái người đi tới Thái Hoang Tinh Hải, chuẩn bị tiếp cận Dương Bách Xuyên. Nếu như xác định Dương Bách Xuyên có tiềm lực sánh ngang với thánh chủ thượng cổ, cửu đại thánh địa đều nghĩ cách cướp người, thu nhận Dương Bách Xuyên vào thánh địa của mình. Đương nhiên, trước mắt bọn họ chỉ mới biết bia khảo nghiệm ở tế đàn Ngân Hà bị nứt toác, cụ thể rốt cuộc có phải do tiềm lực tư chất của Dương Bách Xuyên nghịch nên không thì cần phải cho người điều tra thêm. Chỉ có chạm trán được với Dương Bách Xuyên thì mới xác định được tiềm lực tư chất của hắn có nghịch thiên hay không. Nếu như phải thì chắc chắn sẽ có một cuộc chiến tranh giành, đương nhiên tranh giành ở đây chủ yếu là dựa vào những điều kiện hậu hĩnh, chỉ cần kéo Dương Bách Xuyên gia nhập vào thánh địa bọn họ là được. Chấm chấm chấm. Ngay sau khi Dương Bách Xuyên tiến vào Thái Hoang,
Nguyên Thần Hoan và Phong Âm Dương cũng đi vào, hai người họ vẫn không yên tâm. Cuối cùng, lão ta quyết định làm phép từ khu vực của Đại Thừa Kỳ sang khu vực Độ Kiếp Kỳ, theo dõi Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi. Dương Bách Xuyên vẫn chưa biết, bởi vì hắn khiến cho bia khảo nghiệm xuất hiện vết nứt đã kinh động tới Cửu Đại Thánh Địa. Lúc này, hắn và đám người Lục Yên Chi đã tới một thế giới khác. Thái Hoang Tinh Hải. Nơi đây được xưng là thế giới rộng lớn vô biên. Không ai biết nó rộng bao nhiêu, thế giới này ẩn giấu vô số thần bí. Với Dương Bách Xuyên mà nói, thế giới này có màu trắng nhàn nhạt, cũng có đất đai, núi sông, cũng có linh khí của đất trời, nhưng lại tràn ngập một cỗ hơi thở hồng hoang. Không giống như tu chân giới, cũng không giống với sơn hải giới. Thái Hoang Tinh Hải không có mặt trời mọc, cũng không có sự khác biệt giữa ngày và đêm. Bầu trời ở đây là một dải ngân hà, tinh không vô tận, không có ranh giới. Không một ai dám sử dụng linh thức trong Thái Hoang, càng không thể bay cao qua 9 mét, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh chết. Đây là điểm khác nhau giữa Thái Hoang và thế giới bên ngoài. So với những thế giới ngoài kia, bên trong Thái Hoang dường như khắp nơi đều có một bức màn bí ẩn, thu hút vô số tu sĩ tới để khám phá, cho dù là mất đi tính mạng. Bao năm trôi qua Thái Hoang đã kéo tới biết bao tu sĩ, từ phân thần tới Đại Thừa Kỳ. Chưa từng từ bỏ việc khám phá Thái Hoang. Nơi này vừa là nghĩa địa vừa là thiên đường mạo hiểm của tu sĩ. Tràn đầy thần bí và khủng bố, cơ hội nguy hiểm cùng tồn tại với nhau. Từ cổ chí kim, chưa một ai thực sự hiểu rõ Thái Hoang. Nơi mà đám người Dương Bách Xuyên xuất hiện, dùng cách nói của hai huynh đệ Nghiêm gia thì nơi này gọi là Thái Hoang Tinh Hà. Gọi là tinh hà nhưng lại không có bất cứ nguồn nước nào, nó giống như thung lũng dưới lòng, dưới mặt đất là sương mù trắng xóa không ngừng chuyển động, trông giống hệt một dòng sông, vậy nên mới được gọi là Thái Hoang Tinh Hà. Tinh hà này có 365 nhánh, tương ứng với 365 trụ ngọc trắng trên tế đàn, mỗi một trụ ngọc đều liên thông với một nhánh tinh hà, tất cả tu sĩ tiến vào Thái Hoang đều sẽ được truyền tống vô thời hạn vào trong một trong 365 nhánh tinh hà. Đương nhiên những người cùng bước vào thì sẽ truyền tống xuất hiện cùng ở một địa điểm, nếu tách ra từng nhóm thì lại chưa chắc. Tế đàn của Cửu Đại Thánh Địa ở tu chân giới, tế đàn nào cũng như vậy, đều có 365 trụ ngọc, nói cách khác có tới 3.285 chỗ tiến vào Thái Hoang. Hơn nữa 3.285 nhánh tinh hà này, mặc dù rải rác khắp nơi ở Thái Hoang nhưng đều được kết nối với cửa vào ở Cửu Đại Thánh Địa, không phải cố định. Dù sao đi nữa, những người đi vào từ 9 lối vào sẽ xuất hiện trong 3.285 nhánh tinh hà. Tu chân giới rộng lớn bao la, bên giới còn có vô số những thế giới nhỏ khác giống như sơn hải giới, có trăm vạn thậm chí là nghìn vạn tu sĩ tiến vào Thái Hoang. Vậy nên sau khi đám người Dương Bách Xuyên ra ngoài, bên cạnh đã có những ánh sao lấp lánh, mỗi một lần lóe lên là một tu sĩ tiến vào Thái Hoang tinh hà. Người đến người đi. Thậm chí còn mang theo cả yêu thú, Dương Bách Xuyên thấy vậy thì ngẩn cả người, hắn cứ nghĩ yêu thú không vào được Thái Hoang, thế nên lúc xuống thuyền hắn đã thu thú ngũ hành vào trong không gian càn khôn, không ngờ lại có người mang theo cả yêu thú tiến vào. Vậy tức là, Thái Hoang không hạn chế yêu thú vào. Đối với vấn đề này, Nghiêm Trừng nói, bất cứ sinh linh tu luyện nào cũng có thể vào trong Thái Hoang. Một lúc sau, tinh hà trăm dặm đã hội tụ hàng nghìn tu sĩ. Sau khi tới đây, Dương Bách Xuyên cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của Khúc Minh Nguyệt và huynh đệ Nghiêm Trừng Nghiêm Phạt, ánh mắt của bọn họ khi nhìn hắn đầy nghiền ngẫm. Dương Bách Xuyên biết bọn họ chuẩn bị ra tay với hắn, nhưng hiện tại vẫn đang ở trong tinh hà, hàng nghìn tu sĩ cũng có mặt ở đây, muốn xuống tay vẫn còn hơi sớm, hắn cũng phải bắt đầu đề phòng. Trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Từ đầu tới cuối, Lục Yên Chi vẫn mang bộ dáng từ chối người khác tới gần. Khiến cho hai huynh đệ Nghiêm gia vốn muốn lôi kéo làm quen mất hứng, hai người bọn họ đứng cùng chỗ với Khúc Yên Chi, cả ba cười nói rất vui vẻ. Dương Bách Xuyên có thể nhìn thấy được vẻ tham lam từ ánh mắt của hai huynh đệ này đối với Khúc Yên Chi, lòng tham sắc dục, hắn thầm lẩm bẩm, đúng là đồ đệ của lão dê xổm Phong Âm Dương, không phải người một nhà thì không vào chung một cửa, ông cha nói không sai, lão già Phong Âm Dương háo sắc, đồ đệ mà lão ta dạy ra cũng chẳng khác gì sư phụ.
không biết nếu Khúc Minh Nguyệt bị hai huynh đệ nhà này ngủ thì có tính là cắm sừng cho sư phụ bọn họ không, lúc đó thì lại thú vị rồi, nhưng mà ba sư đồ nhà này vây Khúc Minh Nguyệt ở bên trong, cũng xem như rắn chuột chung ổ, cùng một loại đức hạnh như nhau. Dương Bách Xuyên đang thầm lẩm bẩm đánh giá Khúc Minh Nguyệt và hai huynh đệ Nghiêm gia, lúc này Khúc Minh Nguyệt và hai người kia cũng đang truyền âm nói về hắn, đúng hơn là Khúc Minh Nguyệt truyền âm cho lão đại Nghiêm Trừng. Nghiêm sư huynh, chúng ta ra tay thôi, Khúc Minh Nguyệt truyền âm nói. Khúc sư muội, ở Tinh Hà không thể hành động được, ở đây có hàng nghìn tu sĩ, hiện tại không phải thời điểm tốt để ra tay, chẳng may gặp phải tu sĩ nào đó thích lo chuyện bao đồng, hoặc là lúc chúng ta ra tay sẽ hấp dẫn sự chú ý của người khác, khác gì tự tìm rắc rối. Muốn ra tay phải đợi khi ra khỏi Tinh Hà tìm một nơi vắng người, trên người Dương Bách Xuyên có mà sư phụ ta cần, vậy nên chúng ta càng không thể ra tay ở nơi đông người, bị người khác nhìn thấy sẽ thêm phiền phức. Sao nào, Khúc sư muội vội vàng muốn giết Dương Bách Xuyên như vậy à? Yên tâm đi, sư huynh bảo đảm sẽ giết chết Dương Bách Xuyên cho muội. Nghiêm Trừng truyền âm nói, nhưng ánh mắt hắn lại nóng rực nhìn chằm chằm vào ngực Khúc Minh Nguyệt. Sao Khúc Minh Nguyệt lại không hiểu ý của Nghiêm Trừng được, nàng ta bị Dương Bách Xuyên phá hủy, hận không thể giết chết Dương Bách Xuyên ngay lập tức để chút mối hận trong lòng, nhưng Khúc Minh Nguyệt biết Nghiêm Trừng nói không sai, không thể ra tay ở đây được hơn nữa nếu không có huynh đệ Nghiêm gia giúp đỡ, nàng ta không chắc sẽ giết được Dương Bách Xuyên. Vì muốn giết Dương Bách Xuyên, Khúc Minh Nguyệt nhìn Nghiêm Trừng bằng ánh mắt quyến rũ, nàng ta truyền âm nói, Nghiêm sư huynh, chỉ cần có thể giết được Dương Bách Xuyên, giúp tiểu muội đây hả giận, tới khi đó, lúc đó tiểu muội sẽ báo đáp Nghiêm sư huynh tử tế. Ha ha, Khúc sư muội yên tâm đi, cứ giao cho sư huynh. Nghiêm Trừng truyền âm cười dâm đãng, hắn nhìn Khúc Minh Nguyệt bằng ánh mắt nóng rực, nữ nhân này đủ thông minh, hiểu được ý của hắn là tốt. Bên này, Khúc Minh Nguyệt và Nghiêm Trừng đang liếc mắt đưa tình, làm sao để ra tay với Dương Bách Xuyên. Bên kia, Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi cũng đang truyền âm. Lục Yên Chi chủ động tìm Dương Bách Xuyên, Dư đạo hữu, trước khi xuất phát, Nguyên Thần Hoan đã đưa cho ta và Khúc Minh Nguyệt một loại thuốc độc, nói là để bọn ta sử dụng vào lúc quan trọng nhất, đợi khi ra khỏi Tinh Hà thì ngươi phong bế kinh mạch, khiếu huyệt lại, không thể sơ suất khinh thường được, đương nhiên ta sẽ không dùng độc với ngươi, nhưng Khúc Minh Nguyệt thì chưa chắc. Quan trọng nhất là ta không có thuốc giải của loại độc này, nhưng cơ thể ta trời sinh không sợ bất cứ loại độc nào, chỉ sợ ngươi thôi. Đợi sau khi ra khỏi Tinh Hà xem thế nào, nếu như Khúc Minh Nguyệt dùng độc, thì ngươi phải trốn ra sau lưng ta ngay lập tức, để ta tới cản độc. Không thể coi thường độc mà Nguyên Thần Hoan luyện chế, lão ta nói là một loại độc mới, ngươi đóng các khuyết huyệt lại thì cũng chưa chắc đã có tác dụng, vậy nên ngươi nhất định phải thận trọng, nếu như thấy có gì bất thường thì phải trốn ra sau lưng ta không sợ độc. Ghê tởm nhất là Nguyên Thần Hoan đưa giải độc cho Khúc Minh Nguyệt mà không đưa cho ta. Lão ta nói ách nan độc thể của ta không cần dùng tới giải độc, nếu không thì ta có thể đưa thuốc giải cho ngươi, hiện tại cũng chỉ có thể xem tình hình rồi hành động vậy. Lục Yên Chi rất nghiêm túc truyền âm cho Dương Bách Xuyên, hắn nghe nàng nói vậy thì trong lòng rất ấm áp, lúc này sự đề phòng của hắn với Lục Yên Chi đã giảm xuống không ít. Lúc trước, mặc dù hai người họ đã kết đồng minh trong mộng yểm, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Lục Yên Chi. Lúc này, phòng bị của hắn đã giảm xuống không ít, còn thầm mắng mình tiểu nhân đề phòng quân tử. Ừ, ta sẽ cẩn thận, nhưng ngươi cũng đừng lo lắng quá, ta cũng đâu phải ngồi không, đến lúc đó ai chết ai sống còn chưa biết đâu. Dương Bách Xuyên trả lời Lục Yên Chi rồi híp mắt nhìn ba người Khúc Minh Nguyệt. Nói đi nói lại thì Dương Bách Xuyên vẫn lưu ý đến lời nhắc nhở của Lục Yên Chi, dù sao cũng là lão độc vật Nguyên Thần Huyễn luyện độc, chắc chắn không hề đơn giản. Bản thân tu chân giới đã là một thế giới đầy rẫy kỳ huyễn, vạn vật sinh linh có khả năng tu luyện đều là những kỳ tích của tạo hóa chứ không phải của quần thể. Còn xuất hiện những bảo vật kỳ lạ gì đó, các loại độc dược, vô cùng bình thường. Không phải cái gì cũng có thể đề phòng hay tìm được biện pháp hữu hiệu. Có vài tình huống sẽ là cái chết. Mặc dù Lục Yên Chi yêu cầu Dương Bách Xuyên phong bế kinh mạch khiếu huyệt, ngăn ngừa độc tính nhập thể. Nhưng nào có ai biết được độc dược do Nguyên Thần Huyễn luyện ra là loại độc gì? Có đặc điểm thuộc tính gì, có vài loại độc không phải chỉ cần phong bế kinh mạch khiếu huyệt là xong. Nên thận trọng vẫn tốt hơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại,
Sau khi Dương Bách Xuyên tìm hiểu thần ma y điển lại không dám tự xưng mình là thánh thủ, nhưng đối với đại đa số loại độc hắn vẫn tự tin. Ngoài ra hắn có mệnh tinh thần tượng chuông Đông Hoàng, phù văn thần bí huyền ảo có thể luyện hóa thần lực độc nguyên thần, điều này đã được nghiệm chứng trên người Lưu Hải Đường, có tác dụng tuyệt đối lúc Khúc Minh Nguyệt hạ độc hắn. Vì vậy, trong lòng Dương Mỗ vẫn tự tin đối mặt với Khúc Minh Nguyệt, đến lúc đó có thể dùng các chiêu thức dơ bẩn và độc hại khi cần thiết. Hắn cảm thấy chỉ cần nguyên thần không trúng độc thì chuyện gì cũng dễ giải quyết. Vừa đi vừa nói chuyện với Lục Yên Chi, thật ra chủ yếu là vì Dương Mỗ đang nghĩ kế cho Lục Yên Chi, đối với Lục Yên Chi thì nàng ta không hề có chút kinh nghiệm giang hồ nào. Đừng nhìn Lục Yên Chi có tu vi cao hơn Dương Bách Xuyên, là hợp thể cảnh đại viên mãn, nhưng nàng ta là thuốc do nguyên thần huyễn tìm ra, vẫn luôn bị nguyên thần huyễn giấu kín, chưa từng đi ra ngoài lịch luyện. Nói thẳng ra là ít thấy hiểm ác trong tu chân giới nên nội tâm vẫn là một cô nương hiền lành. Ngược lại là Dương Mỗ, thời gian tu luyện khá ít, nhưng lại là người từng trải qua vô số khoảnh khắc sinh tử, so về kinh nghiệm giang hồ thì phong phú hơn Lục Yên Chi rất nhiều. Được rồi, nói dễ nghe thì Dương Mỗ là người có kinh nghiệm giang hồ phong phú, nói trắng ra là xấu bụng. Cho nên nội dung cuộc trò chuyện truyền âm của hai người đều là Dương Mỗ đang dạy Lục Yên Chi nên hạ độc thủ như thế nào thôi. Yên Chi à, sau khi chúng ta rời khỏi Tinh Hà, nếu thấy tình hình không thuận lợi thì hãy hạ độc huynh đệ Nghiêm gia ngay lập tức. Hạ độc nhiều một chút, hạ càng nhiều càng tốt, tốt nhất là hạ độc chết bọn hắn trong một lần thì chúng ta đỡ một rắc rối. Về phần sư tỷ ngươi Khúc Minh Nguyệt, có thể ngươi hạ độc nàng ta không có tác dụng gì lớn nhưng không sao. Để cho ta đối phó là được, dù sao thì ít nhất ngươi phải hạ độc lật lên huynh đệ Nghiêm gia, như thế thì phần thắng của chúng ta lớn hơn, ngươi nắm chắc được không? Sau khi thân quen với Lục Yên Chi, trong lúc vô tình Dương Mỗ đã trực tiếp thay đổi xưng hô từ Lục cô nương thành Yên Chi, Lục Yên Chi cũng không hề khó chịu vì việc này. Sau khi nghe được Dương Bách Xuyên truyền âm, Lục Yên Chi truyền âm trả lời, ta sẽ cố gắng thử xem. Theo lý thì ta chắc chắn có thể hạ độc lên người tu sĩ vượt qua độ kiếp cảnh, cho dù là tu sĩ đại thừa cảnh cũng được, chỉ sợ Khúc Minh Nguyệt đưa cho huynh đệ Nghiêm ra thuốc giải độc thì có hơi phiền phức, sẽ phát sinh biến cố gì đó. Kể từ khi biết âm mưu của Nguyên Thần Huyễn và sự ghen ghét đố kỵ mình của Khúc Minh Nguyệt, Lục Yên Chi đã mở lòng gọi tên thẳng tên, sâu trong nội tâm không còn coi họ là sư phụ hay sư tỷ nữa. Ngươi cứ cố gắng hết sức là được rồi, Khúc Minh Nguyệt dùng độc. Ngươi cũng dùng độc, lấy độc trị độc, yên tâm đi, chúng ta vẫn có phần thắng. Dương Bách Xuyên tự tin nói. Lục Yên Chi nhìn Dương Bách Xuyên, trong lòng chỉ biết cười khổ, nàng ta cũng không biết tại sao lại tin tưởng Dương Bách Xuyên, nhìn trái nhìn phải thì Dương Bách Xuyên cũng chỉ có tu vi là hợp thể cảnh sơ kỳ mà thôi, tu vi còn không cao bằng nàng, nhưng hai người hợp thể cảnh lại phải đối phó với ba tu sĩ độ kiếp thì không khác gì một câu chuyện thần thoại. Nhưng nghĩ lại ngày đó thực lực của Dương Bách Xuyên có thể đánh bại Khúc Minh Nguyệt còn xém chút giết chết nàng ta, Lục Yên Chi lại thoải mái hơn mấy phần, nhanh chóng truyền âm nói, nếu vật cưới của ngươi vẫn còn thì phần thắng của chúng ta có lẽ sẽ lớn hơn, nhưng mà bây giờ cũng chỉ còn cách đánh cược một lần. Lục Yên Chi cứ tưởng Dương Bách Xuyên đã để vật cưới thú ngũ hành ra ngoài nên trong lòng tiếc nuối. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười truyền âm nói, ha ha, yên tâm đi. Vật cưỡi của ta lúc nào cũng có thể xuất hiện bên cạnh ta, chuyện này thì khỏi phải lo, chúng ta cũng là ba đấu ba, đừng quá lo lắng, đến lúc đó ngươi cứ liên tục hạ độc, giết chết ba người bọn họ là xong. Vậy thì tốt nhưng mà, Lục Yên Chi nghe Dương Bách Xuyên nói vật cưỡi của hắn có thể tùy thời xuất hiện bên cạnh thì ngây người một hồi, trong lòng suy nghĩ trên người Dương Bách Xuyên có bí mật, nhưng mà là tu chân giả thì ai mà không có bí mật, ban đầu nàng còn định hỏi nhưng nghĩ lại cuối cùng vẫn không hỏi. Đôi khi chuyện này rất kiêng kỵ. Chỉ cần bên phía Dương Bách Xuyên vẫn còn vật cưỡi cường đại kia thì phần thắng của nàng ta và Dương Bách Xuyên sẽ cao hơn. Trong lòng Lục Yên Chi, Dương Bách Xuyên là một người đầy bí ẩn. Có thể sức mạnh của hắn còn vượt qua cả hợp thể cảnh sơ kỳ. Chỉ bằng việc hắn có thể chém chết Khúc Minh Nguyệt trên phi thuyền trong một ngày, không hề sợ độc của Khúc Minh Nguyệt, thậm chí còn có bí thuật ác mộng quỷ dị. Còn có thể tự mình giải độc cho vật cưới của mình, đều không phải chuyện mà một tu sĩ bình thường làm được. Chuyện đã phát triển đến mức này, Lục Yên Chi biết nàng ta không có đường lui, chỉ có thể tin tưởng Dương Bách Xuyên, đi theo Dương Bách Xuyên hết một con đường. Có thể hay không còn phải xem ý trời. Cùng lắm thì chỉ có chết thôi,
lòng nàng ta đã bị sư phụ nguyên thần huyễn tổn thương từ lâu, bị sư phụ mà từ nhỏ mình đã coi là cha tính toán, nỗi đau từ vết thương tâm hồn này đối với Lục Yên Chi là vô cùng lớn. Dù trong lòng nàng có hận, hận nguyên thần huyễn kể cả sư tỷ Khúc Minh Nguyệt từ nhỏ đã ghen ghét nàng ta, hiện tại nàng ta lựa chọn hợp tác với Dương Bách Xuyên cũng coi như kết thúc một loại ân oán sư môn, thành công thì nàng ta có được cuộc sống mới, thất bại thì chết, không còn lưu luyến. Một nhóm năm người bề ngoài thì hòa thuận, nhưng trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Điểm khác nhau chính là chỉ có một mình Khúc Minh Nguyệt vẫn chưa biết sư muội Lục Yên Chi này đã biết hết tất cả âm mưu tính toán của sư phụ Nguyên Thần Huyễn, kết đồng minh với Dương Bách Xuyên, phòng bị ba người bọn họ. Càng không biết Dương Bách Xuyên cũng đã thấy rõ tất cả, chỉ chờ đến khi ra tay chém chết ba người bọn họ. Ba người Khúc Minh Nguyệt và huynh đệ Nghiêm gia còn thỉnh thoảng cười nói với Dương Bách Xuyên, chỉ là trong lòng đã coi Dương Bách Xuyên là người chết rồi. Đối với ba người Khúc Minh Nguyệt hai mặt, Dương Bách Xuyên cũng chỉ mỉm cười đáp lại, trong lòng là tâm thái nhìn kẻ đần. Đường tinh hà dài trăm dặm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, một nhóm năm người bề ngoài thì hòa thuận vui vẻ, cười cười nói, bản thân mình thì lén dự trữ lực lượng, tính toán các thứ. Hơn một canh giờ sau, cuối cùng thì năm người cũng đi ra khỏi tinh hà trăm dặm. Thực ra toàn bộ tinh hà là một hẻm núi dài. Sau khi đi ra khỏi hẻm núi Tinh Hà, trong tầm mắt là toàn cảnh rừng rậm bát ngát, một cánh đồng hoang sơ vô tận của khu rừng Nguyên Thủy. Khúc Minh Nguyệt nhìn Dương Bách Xuyên cười nhẹ nói, mục đích của chúng ta là lịch luyện, ta từng nghe sư phụ nói, đi ra khỏi hẻm núi Tinh Hà chính là rừng rậm thái hoang rộng hơn ngàn vạn dặm, bên trong có đầy thiên tài địa bảo, từ giờ trở đi năm người chúng ta sắp bắt đầu lịch luyện. Đúng thật rằng rừng rậm thái hoang có vô số thiên tài địa bảo. Nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm, cho nên ta đề nghị, huynh đệ Nghiêm gia đi đầu, sư muội và đạo hữu Dương ở giữa, dẫu sao thì tu vi của ta cũng là độ kiếp sơ kỳ, nên đi sau áp trận, không biết ý kiến của mấy vị như thế nào. Lời Khúc Minh Nguyệt nói nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý, và lại ý kiến đúng trọng tâm, còn có ý quan tâm Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi, nếu không biết âm mưu của Khúc Minh Nguyệt và huynh đệ Nghiêm gia, nói không chừng Dương Bách Xuyên còn thật sự gật đầu cảm ơn. Chỉ tiếc, ha ha. Huynh đệ bọn ta không có ý kiến, tu vi của bọn ta cao hơn một chút, lẽ ra nên đi đầu, bọn ta sẽ gặp nguy hiểm đầu tiên, sư muội Khúc suy nghĩ rất chu đáo. Nghiêm Trừng nói lời chính ngôn, rất có tinh thần anh hùng. Sau khi nói xong ba người nhìn về phía Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi. Lục Yên Chi nghe theo Dương Bách Xuyên, ánh mắt chuyển qua nhìn Dương Bách Xuyên một hồi. Dương Bách Xuyên mịt mờ gật đầu với hắn ta. Cười ha ha trên mặt giả bộ cảm động nói, được ba vị đạo hữu nâng đỡ như vậy, tiểu đệ ta vô cùng cảm động, vậy làm phiền ba vị. Trong lòng hắn lại cười lạnh, mẹ nhà ngươi, xếp bọn ta ở giữa không phải là định làm gỏi bọn ta à? Mặc dù nhìn thấu sự âm hiểm của Khúc Minh Nguyệt, nhưng lúc này Dương Bách Xuyên vẫn đồng ý, hắn biết lúc này càng khiến đối phương lơ là thì bản thân càng có lợi. Khúc Minh Nguyệt và huynh đệ Nghiêm gia thấy Dương Bách Xuyên đồng ý. Trong lòng ba người đều vô cùng vui vẻ, kế hoạch của ba người bọn họ là làm gỏi, vừa đề phòng vừa ra tay, Dương Bách Xuyên không thể chạy trốn. Tiếp sau đó đi về phía rừng rậm Thái Hoang, ánh mắt Khúc Minh Nguyệt lấp lóe lên ánh sáng hưng phấn, truyền âm với sư muội Lục Yên Chi, lát nữa sau khi đi vào rừng rậm trước mặt ngươi phải nhanh chóng ra tay hạ độc Dương Bách Xuyên trước. Đương nhiên Khúc Minh Nguyệt không biết Lục Yên Chi đã kết minh với Dương Bách Xuyên. Càng không biết Lục Yên Chi đã nhìn ra âm mưu của sư phụ Nguyên Thần Huyễn, hiện tại vẫn còn nghĩ là Lục Yên Chi không biết tí gì, nhận mệnh lệnh giết chết Dương Bách Xuyên của sư phụ Nguyên Thần Huyễn. Lục Yên Chi nghe được truyền âm của Khúc Minh Nguyệt, gật nhẹ đầu với nàng ta, ra hiệu đã biết. Thế nhưng đảo mắt lại truyền âm với Dương Bách Xuyên nói, Khúc Minh Nguyệt nói, đi vào khu rừng phía trước rồi ra tay. Dương Bách Xuyên bình tĩnh gật đầu với Lục Yên Chi, truyền âm nói, cũng được. Chúng ta xem tình huống đánh đòn phủ đầu, người dùng độc giữ chân huynh đệ Nghiêm gia, ta giải quyết Khúc Minh Nguyệt trước. Được, mặc dù ta không nắm chắc có thể giết chết huynh đệ Nghiêm gia, nhưng mà muốn giữ chân một khoảng thời gian thì không thành vấn đề, người đừng quên gọi vật cưỡi ra hỗ trợ đấy. Lục Yên Chi truyền âm trả lời. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta xử lý bọn họ trong một lần, phần thắng chắc chắn thuộc về chúng ta. Dương Bách Xuyên truyền âm nói. Chấm. Trong lúc hai người truyền âm nói chuyện với nhau,
vẫn để ý động tĩnh trước sau của huynh đệ Nghiêm gia và Khúc Minh Nguyệt. Dương Bách Xuyên quan sát nhìn ra, Khúc Minh Nguyệt và huynh đệ Nghiêm gia đã có lòng tin nắm chắc phần thắng trong tay, tất cả mọi thứ đều viết hết trên mặt, điều này khiến hắn âm thầm cười lạnh, Khúc Minh Nguyệt và huynh đệ Nghiêm gia càng tự tin lơ là bao nhiêu thì sức phản công của hắn và Lục Yên Chi càng lớn. Hai bên chỉ cách nhau chưa đến 3 mét, trong tình huống này, một cuộc phản công bất ngờ sẽ có hiệu quả kỳ diệu. Khúc Minh Nguyệt truyền tin cho Lục Yên Chi tấn công ngay khi tiến vào khu rừng phía trước. Trước thời điểm đó là cơ hội để Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi ra tay. Từ góc độ tâm lý học mà nói, Khúc Minh Nguyệt và huynh đệ Nghiêm gia đều một lòng cho rằng Dương Bách Xuyên vẫn mơ màng không biết chuyện gì, cơ bản là không biết bọn họ sẽ ra tay với mình. Càng không biết Lục Yên Chi đã bị Dương Bách Xuyên xúi giục. Ba người bọn họ quyết định thời gian ra tay là sau khi đi vào khu rừng phía trước 15 phút. Cho nên trước đó sự chú ý của bọn họ đều dồn hết vào lúc đi vào khu rừng. Lại thêm tự tin quá mức, cho rằng bốn người đấu với một Dương Bách Xuyên, không có bất kỳ chướng ngại nào có thể cản lại, cho nên khoảng thời gian và quãng đường trước khi đi vào khu rừng sẽ là cơ hội để Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi tiến hành phản công. Trong tình huống yếu thế, bất kỳ sự phản kích có hiệu quả nào thường sẽ vượt qua sức tưởng tượng. Khi chỉ còn cách khu rừng 100 mét, Dương Bách Xuyên đã triệu hồi toàn bộ sức mạnh của mình và kết nối với thú ngũ hành trong bình càn khôn, lần này chồn nhỏ cũng bị Dương Bách Xuyên chuẩn bị để tham gia. Chồn nhỏ vẫn luôn bị hắn nhốt trong không gian bình càn khôn, sau khi đến nơi như thái hoang này, với khả năng tìm bảo của chồn nhỏ sẽ được sử dụng một cách tối đa. Với bản tính thiên phú đặc biệt của một linh thú, cặp móng vuốt sắc bén của chồn nhỏ có thể phá hủy mọi thứ. Lúc này, việc thả chồn nhỏ ra để giúp đỡ thì ngay cả không thể giết chết đối thủ, vẫn sẽ tạo ra một số ảnh hưởng và có hiệu quả thay đổi tình thế. Thật ra trong lòng Dương Bách Xuyên không hề sợ hai người độ kiếp hậu kỳ, nhưng cũng không thể quá chủ quan, không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì phải xét đánh lôi đình, nhổ cỏ tận gốc kẻ địch. Mệnh lệnh dành cho thú ngũ hành là ra sức kết hợp với Lục Yên Chi chém chết huynh đệ Nghiêm gia, mà mục tiêu của hắn là Khúc Minh Nguyệt. Sự e ngại duy nhất đối với Khúc Minh Nguyệt là chất độc mà Nguyên Thần Huyễn đã truyền cho nàng ta khi rời đi, có sự giúp đỡ của chồn nhỏ, hắn có thể dành thời gian để đối phó với những tình huống bất ngờ. Khi cách khu rừng chỉ còn 50 mét, Dương Bách Xuyên không hề làm gì nhưng lại cảm thấy Lục Yên Chi bên cạnh hơi căng thẳng, lo sợ có biến cố bất ngờ xảy ra. Hắn nhanh chóng truyền âm, đừng lo lắng, thư giãn đi, lúc khoảng cách chỉ còn 10 mét thì bắt đầu tấn công. Ừ, ta hiểu rồi. Lục Yên Chi truyền âm trả lời, nàng ta thực sự cảm thấy hơi căng thẳng, bởi nàng ta không có tí kinh nghiệm giang hồ nào, nàng ta cũng không tâm ngoan như Khúc Minh Nguyệt. Để tiếp tục khiến cho Khúc Minh Nguyệt và huynh đệ Nghiêm gia lơ là, Dương Bách Xuyên tiếp tục nói đùa, đúng rồi đạo hữu Nghiêm, không biết trong vùng Thái Hoang Tinh Hải Đại Thừa và dưới kỳ độ kiếp có những loại rào cản hay kết giới nào không? Ta thật sự rất tò mò về cách phân biệt phạm vi hoạt động của hai giai đoạn trong cùng một Thái Hoang Tinh Hải. Trong huynh đệ Nghiêm gia, lão đại Nghiêm Trừng là người hay nói, còn Nghiêm Phạt thì khá lặng lẽ, nhưng có thể thấy rõ sự cảnh giác của hắn ta khá cao. Vấn đề của Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng được Nghiêm Trừng trả lời, thật sự có một kết giới tồn tại, ta cũng chưa từng vào trong đó, chỉ nghe gia sư nói là ở vùng sâu của Thái Hoang có một rào cản quy tắc được gọi là kết giới địa vực, nhằm mục đích ngăn chặn các cao thủ đại thừa cảnh trở lên xâm nhập vào vùng độ kiếp cảnh giết người. Tuy nhiên, rào cản quy tắc đó không hề ngăn chặn bất kỳ tu chân giả độ kiếp cảnh trở xuống nào, họ có thể đi vào vùng hoạt động của các tu sĩ đại thừa cảnh trở lên bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, sẽ không có ai mạo hiểm đi vào vùng hoạt động của các tu sĩ cao cấp, vì rõ ràng, mối nguy hiểm ở đó cao hơn. Và lại rào cản quy tắc ở vùng sâu Thái Hoang Tinh Hải, không phải ai cũng có thể đi đến vùng sâu Thái Hoang, đối với tu sĩ độ kiếp cảnh trở xuống thì tới nơi này lịch luyện còn quá sức huống chi là vùng sâu. Đạo hữu Dương, người suy nghĩ nhiều quá, khắp nơi Thái Hoang đều là nguy hiểm, có khi đến cả khu rừng phía trước đây người còn không đi qua được nữa, ha ha ha. Nghiêm Trừng nói câu trước thì giải thích, câu sau lại là trò đùa giấu giếm lời nói sắc bén. Dường như Dương Bách Xuyên không nghe ra được bất kỳ ý tứ gì, cũng cười ha ha theo, lại chân thành nói, ta thật sự chưa từng đến Thái Hoang Tinh Hải, nên vô cùng tò mò mọi chuyện liên quan đến nơi này. Nói xong. Hắn dừng lại một lát rồi hỏi, vậy nói cách khác,
Tu sĩ độ kiếp cảnh trở xuống chỉ cần có thể đi đến vùng sâu thái hoang là sẽ không bị rào cản quy tắc hạn chế đi vào khu vực hoạt động của đại thừa cảnh, mà tu sĩ đại thừa cảnh trở lên lại không thể đi qua rào cản quy tắc để tiến vào khu vực của độ kiếp cảnh trở xuống, đúng không? Ha ha, trên lý thuyết thì đúng là như thế, nhưng mà ta nghe nói tu sĩ đại thừa cảnh trở lên không phải không thể đi vào khu vực của độ kiếp cảnh trở xuống này, chỉ cần lấy ra 300 năm tu vi trao đổi. Dùng bí pháp cấm thuật đủ để thông qua rào cản quy tắc mà đi, khác biệt là chỉ cần tu sĩ cấp cao đi vào khu vực độ kiếp cảnh trở xuống thì cảnh giới tu vi cũng sẽ bị áp chế xuống còn độ kiếp đại viên mãn thôi. Đây gọi là giới hạn cuối cùng, đối với bất kỳ tu sĩ mà nói đều vô cùng lớn, không có mấy người sẽ làm như vậy. Ta nói này, đạo hữu Dương suy nghĩ nhiều thật đấy, người vẫn nên nghĩ lại xem tí nữa sau khi đi vào khu rừng rồi, hiểu rõ hoàn cảnh nguy cơ, lấy được nhiều thiên tài địa bảo mới là chuyện chính. Hoặc là nói phải làm sao để sống sót mới là chuyện chính, đúng không? Ha ha! Giọng điệu của Nghiêm Trừng như người đi trước chỉ bảo cho người đến sau, nhưng mỗi lần nói xong lại không khỏi cười to. Dương Bách Xuyên sao lại không biết ý cười của Nghiêm Trừng? Nhưng mà lại ra vẻ ngây thơ, giả bộ như mình chả hiểu gì cả, liên tục gật đầu đồng ý. Đúng đúng đúng, ta nghĩ nhiều rồi, cảm ơn đạo hữu Nghiêm dạy bảo. Đúng thật bây giờ ta nên suy nghĩ phải sống sót như thế nào, không thể bị xúc sinh tính kế, ha ha ha, Dương Bách Xuyên nói xong cũng cười phá lên, đột nhiên quay sang nói với Lục Yên Chi, ra tay. Vừa dứt lời, vung tay lên, thú ngũ hành và chồn nhỏ chui ra từ không gian bình càn khôn. Gào gào. Chít chít. Một giây sau thú ngũ hành và chồn nhỏ cùng kêu lên. Gần như trong nháy mắt Dương Bách Xuyên đánh một chưởng phía sau lưng Khúc Minh Nguyệt. Ra hiệu cho Lục Yên Chi, triệu hồi thú ngũ hành và chồn nhỏ, ra tay với Khúc Minh Nguyệt, thực hiện trong một nốt nhạc. Cùng lúc đó Lục Yên Chi vung tay về phía huynh đệ Nghiêm gia, từng làn khí độc đủ mọi màu sắc bay về phía huynh đệ Nghiêm gia, nàng ta dùng hết độc mà mình có ném vào bọn họ. Thú ngũ hành nhận lệnh từ Dương Bách Xuyên lao thẳng về phía huynh đệ Nghiêm gia. Chồn nhỏ vừa gào vừa nhảy lên bả vai Dương Bách Xuyên, lông khắp người dựng ngược, bốn chân lòi móng dài ba tấc, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Dương Bách Xuyên đột nhiên ra tay, khiến Khúc Minh Nguyệt và huynh đệ Nghiêm gia bất ngờ, không kịp trở tay. Ba người bàn bạc nhau định khi đi vào khu rừng thì ra tay, mà hiện tại khi Dương Bách Xuyên còn cách rừng rậm 10 mét, cười cười nói, vẻ mặt chân thành học hỏi, lại đột nhiên ra tay ngay lúc mình lơ là. Khúc Minh Nguyệt biểu cảm kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu đang xảy ra chuyện gì, trơ mắt nhìn Dương Bách Xuyên đột nhiên đánh một chưởng lên lồng ngực nàng ta. Đùng. Răng rắc. Trong bất ngờ Khúc Minh Nguyệt nghe thấy rõ ràng tiếng xương lồng ngực vỡ vụn. Phụt. Cơ thể nàng ta phun ra một ngụm máu lớn, cùng lúc đó cơ thể nàng ta như diều đứt dây bay ngược ra đằng sau. Khúc Minh Nguyệt bay giữa không trung mới như tỉnh lại từ trong mộng. Nàng ta, kế hoạch của các nàng ta đã bị Dương Bách Xuyên biết được. Quan trọng là nàng ta nhìn thấy sư muội Lục Yên Chi ra tay với huynh đệ Nghiêm gia. Giờ phút này Khúc Minh Nguyệt hiểu rõ, nàng ta biết Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi thông đồng với nhau, nhưng mãi mãi cũng không nghĩ ra tại sao Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi lại kết hợp ra tay với bọn họ. Hay là nói Dương Bách Xuyên đã biết nàng ta và huynh đệ Nghiêm gia muốn giết hắn rồi. Nhưng đáng ngờ là Khúc Minh Nguyệt không nghĩ ra được tại sao người sư muội Lục Yên Chi này lại giúp Dương Bách Xuyên. Trong phút chốc đại não xuất hiện nhiều câu hỏi, không thể nghĩ ra. Trong lòng Khúc Minh Nguyệt vô cùng hận, hận Lục Yên Chi, quả nhiên là tiểu tiện nhân không đáng tin, vậy mà lại đi giúp đỡ Dương Bách Xuyên ra tay với ba người bọn họ. Giờ phút này Khúc Minh Nguyệt biết rằng nàng ta không có cơ hội, bởi vì ngay lúc Dương Bách Xuyên đánh một chưởng lên lồng ngực nàng ta. Dưới tình huống lồng ngực của nàng ta vỡ vụn, cùng lúc đó thể nội chứa đầy chân khí cuồng bạo, đan điền của nàng ta bị Dương Bách Xuyên dùng cuồng bạo chân khí phá hủy trong nháy mắt. Cơ thể Khúc Minh Nguyệt bay ngược, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên thành công đánh một kích, từ đầu đến cuối luôn chú ý đến Khúc Minh Nguyệt, hai người bốn mắt nhìn nhau, Dương Bách Xuyên đột nhiên nhìn thấy trong tình thế này mà Khúc Minh Nguyệt vẫn nhếch khóe miệng cười. Trong ánh mắt nhìn hắn hiện lên biểu cảm ta chết thì ngươi cũng đừng mong sống tốt. Giờ phút đó trong lòng Dương Bách Xuyên siết chặt, định đi lên trực tiếp giết chết Khúc Minh Nguyệt, ngay lúc hắn vừa nhấc chân đi thì đột nhiên phát hiện chân tê liệt.
Trong lòng hắn sinh ra một dự cảm không tốt, tự nhiên hắn hiểu được tại sao Khúc Minh Nguyệt sắp chết đến nơi còn có thể bật cười. Đúng lúc này chồn nhỏ trên vai nhào về phía Khúc Minh Nguyệt, chồn nhỏ hóa thành một tia sáng xuất hiện trước mặt Khúc Minh Nguyệt, vươn móng vuốt sắc bén về phía nàng ta. Dương Bách Xuyên biết móng vuốt của chồn nhỏ rất là uy hại, đầu của Khúc Minh Nguyệt sẽ bị chồn nhỏ đánh nát. Nhưng Dương Bách Xuyên không thể không kêu dừng. Chồn nhỏ, dừng tay. Chồn nhỏ sắp chặt đứt tính mạng của Khúc Minh Nguyệt, nghe thấy Dương Bách Xuyên kêu gọi, dừng lại, quay đầu nhìn về phía Dương Bách Xuyên, vẻ mặt khó hiểu, chi chi. Đang hỏi Dương Bách Xuyên tại sao lại không giết nữ nhân hư này. Dương Bách Xuyên nở nụ cười khổ trong lòng, lúc này trong lòng hắn sắp hỏng mất. Bởi vì hắn trúng độc. Cẩn thận phòng bị đến mấy nhưng cuối cùng vẫn bị Khúc Minh Nguyệt hạ độc. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, bởi vì khi hắn chụp một chưởng lên trên ngực của Khúc Minh Nguyệt, hắn đã bị trúng độc. Dương Bách Xuyên không ngờ nữ nhân âm độc này sẽ hạ độc trên người bản thân, nói cách khác chỉ cần Dương Bách Xuyên chạm vào người nàng ta, chắc chắn sẽ trúng độc. Vừa rồi lúc Khúc Minh Nguyệt nhìn hắn lạnh lùng cười, Dương Bách Xuyên phát hiện chân tê không thể di chuyển, trên đùi mọc ra từng cái tua như rễ cây, trực tiếp chui vào trong bùn đất. Cả hai đùi đều như vậy. Đáng sợn hơn, cả người bắt đầu mọc ra sợi màu vàng nâu, chỉ trong chớp mắt đã chui vào trong bùn đất. Hơn nữa tóc của hắn cũng điên cuồng sinh trưởng, trong một giây đã bén rễ nảy mầm chui vào trong đất, cho nên cả thân thể của Dương Bách Xuyên không thể cử động, cả người bắt đầu chết lặng, mất đi chi giác. Quái dị hơn, rõ ràng lúc ra tay Dương Bách Xuyên đã phong bế kinh mạch khiếu huyệt trên người, nhưng vẫn bị trúng độc. Hắn không hiểu tại sao lại bị trúng độc. Không tiếng động trúng độc, đây mới là điều làm Dương Bách Xuyên cảm thấy khủng bố. Không hề cảm nhận được dấu hiệu trúng độc, chỉ mới đánh một chưởng vào ngực của Khúc Minh Nguyệt mà thôi đã xuất hiện loại tình huống này. Hai tay cũng chậm rãi mọc ra sợi, trong nháy mắt chui vào trong bùn đất. Dương Bách Xuyên cảm thấy sợ hãi, mặc dù phế bỏ Khúc Minh Nguyệt, nhưng hiện tại chính hắn cũng gặp nguy hiểm. Không hề nghi ngờ độc trên người Khúc Minh Nguyệt chính là độc mà Nguyên Thần Huyễn ban cho, lúc trước Lục Yên Chi từng nói đây là độc Nguyên Thần Huyễn mới nghiên cứu chế tạo ra. Chỉ đưa thuốc giải cho Khúc Minh Nguyệt lại không đưa cho Lục Yên Chi, bởi vì Lục Yên Chi nói nàng ta là ách nạn độc thể nên lão già Nguyên Thần Huyễn cho rằng không cần thuốc giải. Giờ thì tốt rồi, không thể giết được Khúc Minh Nguyệt, hắn yêu cầu thuốc giải. Dương Bách Xuyên không thể giải được loại độc quỷ dị này trong phút chốc. Từng nghiên cứu thần ma y điển nên Dương Bách Xuyên hiểu biết độc đạo là thiên biến vạn hóa, độc và độc dung hợp sẽ có tác dụng hóa học. Có thể tự nghiên cứu ra độc mới, cho nên chỉ có người chế tạo ra độc dược mới biết phương pháp giải độc nhanh nhất hoặc có được công thức phối dược giải độc. Hắn có thần ma y điển trong tay nên không khó để hóa giải độc, nhưng yêu cầu thời gian, hiện tại hắn cảm thấy loại độc này đang nhanh chóng hấp thụ sinh cơ tinh huyết trên người hắn. Không có dấu hiệu. Phát độc cực nhanh làm Dương Bách Xuyên không kịp phản ứng, trong nháy mắt cảm giác chính mình biến thành một gốc cây mọc ra ngàn vạn cái rễ. Lúc thúc dục chân khí ngăn cản luyện hóa, không chỉ không luyện hóa được rễ, ngược lại cảm giác tinh huyết trong cơ thể sói mòn càng nhanh, Dương Bách Xuyên vội càng gọi chồn nhỏ đừng giết chết Khúc Minh Nguyệt, lúc này hắn không dám thúc dục chân khí, không dám động. Nói với chồn nhỉ, chồn nhỏ, ta trúng độc, không thể giết nàng ta. Chi chi chi. Chồn nhỏ cũng thấy được Dương Bách Xuyên hóa thành quái vật, sốt ruột gầm lên. Sau đó chồn nhỏ quay sang gầm rú về phía Khúc Minh Nguyệt, thấy sắp đến gần nàng ta, Dương Bách Xuyên khẩn trương nói, chồn nhỏ, đừng chạm vào nàng ta, trên người nàng ta đều là độc. Tâm ý tương thông với chồn nhỏ nên có thể hiểu được chồn nhỏ đến gần Khúc Minh Nguyệt để tìm thuốc giải, loại độc này quá lợi hại, ngay cả hắn cũng không có cách, sợ chồn nhỏ cũng trúng độc. Chi chi. Chồn nhỏ dừng lại nhìn Dương Bách Xuyên, đôi mắt tròn xoe ngập nước, sau đó nhảy vèo lên trên người Khúc Minh Nguyệt. Chồn nhỏ trở về. Trong lòng Dương Bách Xuyên cực kỳ kinh hãi, hắn không ngờ chồn nhỏ vẫn tiếp xúc với Khúc Minh Nguyệt, nhưng đồng thời cũng vô cùng cảm động. Hắn đau lòng chồn nhỏ, mắng, ngươi, ngốc à. Nhưng chồn nhỏ không để ý đến Dương Bách Xuyên, dừng trên người Khúc Minh Nguyệt, dùng móng vuốt tìm thuốc giải trên người nàng ta. Dương Bách Xuyên cười khổ, nữ nhân này ác độc như vậy, sao có thể mang theo thuốc giải trên người, e rằng đã vứt đi từ lâu.
Trồn nhỏ đơn thuần không phải nhân loại, trong lòng chỉ có một chủ nhân là Dương Bách Xuyên, tìm thuốc giải cho chủ nhân, không để ý đến Dương Bách Xuyên đang kêu to. Dương Bách Xuyên nhìn trồn nhỏ tìm kiếm trên người Khúc Minh Nguyệt, trong lòng căng thẳng, hắn sợ Khúc Minh Nguyệt thương tổn trồn nhỏ, càng sợ trồn nhỏ trúng độc. Cũng may Khúc Minh Nguyệt đã bị hắn phế đi, không nhấc nổi sóng gió. Trồn nhỏ tìm khắp người nàng ta nhưng vẫn không tìm được thuốc giải. Lúc này Khúc Minh Nguyệt phát điên, cười to, khụ khụ khụ, nàng ta ho khan hộc máu, sau đó nở nụ cười ác độc, ha ha ha, Dương Bách Xuyên, ngươi hại lão nương mất tất cả, hại lão nương bị lão già kia giày xéo, dù lão nương chết ngươi cũng đừng hòng sống. Tư vị của độc mới được lão già sư phụ kia của ta mới nghiên cứu chế tạo thế nào, ha ha ha, khụ khụ khụ. Khúc Minh Nguyệt hộc máu, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ ác độc, sau khi phun ra máu, tiếp tục nói, ha ha. Ngươi cứ chờ chết đi, thuốc giải của độc này không có, còn ngươi, ha ha ha, tinh huyết sinh cơ trên người sẽ bị cắm rễ trên đại địa, liên thông với sức mạnh đại địa chậm rãi hút thành xác sống, ha ha ha. Tiểu súc sinh đừng lãng phí sức lực, trên người lão nương không có thuốc giải, tiểu súc sinh cũng đừng hòng sống, lão nương muốn nhìn ngươi từ từ biến thành người rừng, ha ha khụ khụ. Khúc Minh Nguyệt liên tục ho khan, hộc máu, trên mặt rất đắc ý, nàng ta cũng sắp đến lúc dầu hết đèn tắt. Dương Bách Xuyên nghe lời nói điên cuồng của Khúc Minh Nguyệt, trong lòng chấn động, hắn không lo lắng chính mình, càng lo lắng trồn nhỏ, lúc này sau khi không dùng công, sinh cơ đang sói mòn trong cơ thể cũng chậm rãi, có thể chống đỡ được một đoạn thời gian, đến lúc đó hắn sẽ nghĩ cách. Chi chi! Không tìm được thuốc giải trên người Khúc Minh Nguyệt, trồn nhỏ tức giận gầm gừ, sau đó thấy được chiếc nhẫn đeo trên tay của Khúc Minh Nguyệt. Ở tu chân giới có rất nhiều tu sĩ có pháp bảo chữ vật. Trồn nhỏ đi theo Dương Bách Xuyên lâu rồi, chứng kiến rất nhiều nên nhận thức được nhẫn chữ vật, ánh mắt lên. Sau đó trồn nhỏ mở miệng cắn đứt ngón tay của Khúc Minh Nguyệt. Rắc rắc. A. À. Ngón giữa đeo nhẫn của Khúc Minh Nguyệt bị trồn nhỏ cắn đứt, làm nàng ta hét lên thảm thiết, ngươi súc sinh. Rắc rắc a. À. Khúc Minh Nguyệt mắng trồn nhỏ, không ngờ trồn nhỏ lại tiếp tục hạ miệng, cắn đứt cả cánh tay của nàng ta. A. À. A a a, tay đứt ruột sót, Khúc Minh Nguyệt suýt chút nữa đau ngất đi, nhìn trồn nhỏ với vẻ mặt oán độc, nếu không phải đan điền của nàng ta bị thương nặng, chắc chắn sẽ xé nát trồn nhỏ. Rộp rộp. Tiếng nhai giòn rụm vang lên, trồn nhỏ ăn luôn tay của Khúc Minh Nguyệt, cảnh tượng này làm Khúc Minh Nguyệt sợ run người, không dám mắng thêm một câu. Sau đó trồn nhỏ ngồi đả tọa một chút, chợt lóe rồi biến mất đi đến trước người Dương Bách Xuyên. Một đống đồ được phun ra từ trong miệng của trồn nhỏ. Dương Bách Xuyên kinh ngạc, hắn biết trong bụng linh thú như trồn nhỏ có càn khôn, đồ vật phun ra đều là đồ tốt, hơn vạn linh thạch trung phẩm, hơn ngàn linh thạch thượng phẩm, mấy trăm cây linh dược, niên đại không tồi, nhưng từ hơi thở có thể đoán được đều là linh dược có độc, còn có mấy chục bình sứ, linh thức đảo qua phát hiện bên trong là độc dược hoặc đan độc. Lúc này Dương Bách Xuyên hiểu ra, mấy thứ này đều là của Khúc Minh Nguyệt. Trồn nhỏ sẽ không cất chứa nhiều linh được linh đan có độc như vậy. Hiển nhiên vừa rồi sau khi nuốt nhẫn chữ vật của Khúc Minh Nguyệt, trồn nhỏ đã trực tiếp lau sạch ấn ký của nàng ta trên nhẫn, lấy hết tất cả đồ vật bên trong ra ngoài. Dương Bách Xuyên ngạc nhiên, không ngờ trồn nhỏ còn có loại thủ đoạn này. Dương Bách Xuyên ngạc nhiên, không ngờ trồn nhỏ còn thủ đoạn này. Chi chi chi. Trồn nhỏ nhìn về phía Dương Bách Xuyên, kêu to. Ý bảo Dương Bách Xuyên tìm xem bên trong có thuốc giải hay không, trồn nhỏ không tin Khúc Minh Nguyệt không có thuốc giải. Dương Bách Xuyên cười khổ lắc đầu, trồn nhỏ đừng phí sức, ở đây không có thuốc giải, ngươi cảm thấy sao rồi? Trên người nữ nhân kia có độc. Chi chi chi. Trồn nhỏ kêu to, múa may móng vuốt, nó không cảm thấy gì, còn nói giết Khúc Minh Nguyệt báo thù, mắt to tròn xoe, nhìn rễ mọc ra từ người của Dương Bách Xuyên, trồn nhỏ rất đau lòng. Linh thú hộ chủ, trồn nhỏ thấy Dương Bách Xuyên thực sự đau, gấp đến mức gầm rú. Trồn nhỏ đừng lo lắng, ta chưa chết được. Dương Bách Xuyên cực kỳ vui mừng, từ trước đến nay trong các linh thú hắn yêu thương nhất trồn nhỏ, hiện tại xem ra không phí công yêu thương. Chi chi chi, trồn nhỏ kêu to, ý hỏi bây giờ phải làm sao? Ở trong mắt của trồn nhỏ, rễ trên người Dương Bách Xuyên càng ngày càng nhiều, nhìn rất dọa ngừa. Hơn nữa lúc nãy Khúc Minh Nguyệt nói không có thuốc giải Dương Bách Xuyên sẽ bị hút thành xác khô. Dương Bách Xuyên biết Khúc Minh Nguyệt không nói sai,
bởi vì chính hắn cũng cảm nhận được. Rễ trên người là độc, sau khi phát tác hóa thành rễ, vô số rễ cắm vào trong đại địa, tương đương liên thông với đại địa hấp thụ sự sống tinh huyết trên người Dương Bách Xuyên, thử hỏi Dương Bách Xuyên có thể chống lại sức mạnh đại địa sao? Dương Bách Xuyên còn cảm nhận được mấy cái rễ mọc từ trên người hắn, sau khi chui vào bùn đất trong đại địa, không an phận, tiếp tục kéo dài chui sâu vào trong đại địa. Đại địa Thái Hoang còn có gì? Còn rất nhiều bí mật chưa thể khám phá, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được rất rõ ràng đồ vật trong bùn đất đại địa khi cắm rễ xuống. Rễ cây, đá khổng lồ, bộ xương khô vô danh, còn có một vài thứ hắn không cảm nhận được, dù sao mấy cái rễ quỷ dị sắp thâm nhập vào trong mấy thứ này dưới đại địa ngầm. Nghiêm khắc mà nói, rễ cây, đá khổng lồ, bộ xương khô sâu trong đại địa đang hấp thu tinh huyết sinh cơ trên người hắn. Rễ mọc ra trên người có tác dụng bắc cầu cho thân thể liên tiếp với đại địa. Liên thông với vô số thứ không biết trong đại địa hấp thụ tinh huyết trong cơ thể bản thân, đây là chuyện cực kỳ đáng sợ. Không thể vận chuyển ngăn cản bằng công pháp, nếu không sẽ càng gia tăng tốc độ sói mòn, không thể làm được gì, đáng sợ hơn rễ trong đại địa đang không ngừng đi xuống phía dưới, liên tiếp với đồ vật càng sâu hơn. Mặc dù hiện tại tốc độ hấp thụ tinh huyết sinh cơ rất chậm, nhưng Dương Bách Xuyên có thể tưởng tượng được chờ đến khi dễ liên tiếp với càng nhiều đồ vật, tinh huyết trên cơ thể hắn sẽ bị hút khô với tốc độ cực nhanh. Trong lòng lạnh lẽo, lại còn phải lo an ủi chồn nhỏ, làm chồn nhỏ đừng gấp gáp, hắn không sao. Gào! Đúng lúc này, nơi xa vang lên âm thanh tức giận của thú ngũ hành, Dương Bách Xuyên gian nan quay đầu lại nhìn, chỉ trong nháy mắt, thú ngũ hành và Lục Yên Chi đã giết chết Nghiêm Trị. Hiện tại bọn họ đang đối phó với Nghiêm Phạt, nhìn qua có vẻ đang chiếm cơ trên. Thấy vậy trong lòng Dương Bách Xuyên được an ủi không ít, hắn bị thương nặng phế bỏ Khúc Minh Nguyệt, nhưng lại bồi theo bản thân, cùng lúc đó thú ngũ hành và Lục Yên Chi phối hợp giết chết Nghiêm Trị, bây giờ chỉ còn lại một mình Nghiêm Phạt, cũng không đáng lo. Dù sao huynh đệ Nghiêm gia cùng lắm là độ kiếp hậu kỳ, thú ngũ hành lại là dị thú thiên địa, đừng nhìn tu vi chỉ là độ kiếp sơ kỳ. Nói về thực lực thật sự, thú ngũ hành có thể vặn cổ tay địa tiên nhị chuyển. Cộng thêm một ách nạn độc thể Lục Yên Chi, không khó để xử lý huynh đệ Nghiêm gia. Lúc này nghe thấy tiếng gầm giận dữ của thú ngũ hành, Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả người thú ngũ hành lóe sáng, hội tụ thành yêu lực năm màu cường đại, tấn công Nghiêm Phạt. Bên kia Lục Yên Chi không ngừng tạo pháp quyết, đánh ra vô số dòng khí đen nhánh về phía Nghiêm Phạt, bao vây hắn ta. Dương Bách Xuyên biết đây là thủ đoạn độc công của Lục Yên Chi, tiên thiên ách nạn độc thể, cho dù chưa thành, nhưng tu sĩ bình thường đối mặt với độc công của nàng ta chỉ có thua triệt để. Dưới sự hợp lực của thú ngũ hành và Lục Yên Chi, Nghiêm Phạt liên tục gầm gừ, trong tiếng hét dài mang theo phẫn hận, muốn chạy trốn cũng không thể. Hai mắt Nghiêm Phạt đỏ bừng, tràn đầy tơ máu, trên mặt xanh mét cực kỳ dọa người, hiển nhiên đã trúng độc. Độc công của Lục Yên Chi cường đại hơn Khúc Minh Nguyệt rất nhiều, được xưng có thể hạ độc được đại thừa, Nghiêm Phạt cũng chỉ là một tu sĩ độ kiếp hậu kỳ, dưới sự đánh lén của Lục Yên Chi, hai huynh đệ bọn họ đã bị trúng độc ngay từ ban đầu. Sau khi đại ca Nghiêm Trị bị thú ngũ hành giết chết, Nghiêm Phạt hoảng sợ muốn chạy trốn nhưng lại phát hiện cơ thể trúng độc, không áp chế được, độc của Lục Yên Chi đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Vốn dĩ đã thương lượng với nhau sẽ ra tay khi bước vào rừng rậm. Không ngờ Dương Bách Xuyên lại ra tay trước, cũng không nghĩ đến Lục Yên Chi sẽ phản bội đứng sang phía Dương Bách Xuyên, còn có một con thú ngũ hành không biết từ đâu xông ra, sức mạnh cường đại không thua kém huynh đệ bọn họ, các loại nguyên nhân hợp lại với nhau đã định sẵn hôm nay bọn họ phải nuốt hận chết. Lúc này nhìn thấy thú ngũ hành và Lục Yên Chi nảy sinh ác độc, Nghiêm Phạt biết bản thân xong rồi, độc trong cơ thể cũng không áp được, không thể dùng sức mạnh đối phó với thú ngũ hành và Lục Yên Chi. Cuối cùng ác độc đưa ra một đòn cuối cùng. Nghiêm Phạt gầm lên, a, đi chết đi. Nghiêm Phạt tự nổ. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Tiểu Ngũ, Yên Chi. Dương Bách Xuyên kinh hãi, hắn thật sự không ngờ Nghiêm Phạt sẽ quả quyết như vậy, biết không sống được nên không chút do dự tự nổ. Phải biết rằng tự nổ cần phải có dũng khí, sau khi tự nổ, nguyên thần sẽ nát ngừ. Ngay cả cơ hội luân hồi chuyển sinh cũng không có, cho nên rất ít người sẽ tự nổ. Nhưng Nghiêm Phạt tự nổ đủ để thuyết minh hắn ta là kẻ tàn nhẫn.
Uy lực tự nổ của tu sĩ độ kiếp hậu kỳ cực kỳ lớn, sẽ sinh ra năng lượng sóng khí cường đại, trong phạm vi trăm mét mọi thứ sẽ bị dập nát. Không nhìn thấy thân hình của thú ngũ hành và Lục Yên Chi. Dương Bách Xuyên bị sốc nặng, không nghĩ đến sẽ là cục diện hai bên cùng thiệt hại. Lúc này hai mắt Dương Bách Xuyên đỏ bừng, nếu thú ngũ hành và Lục Yên Chi đều đã chết, như vậy lần đánh lén này của bọn họ không có người thắng, hai bên cùng thua. Phía xa khói đặc mù mịt, bụi đất rối mù, không nhìn thấy gì cả. Khụ khụ. Một lúc sau, trong sương mù dày đặc truyền đến tiếng ho suy yếu. Dương Bách Xuyên dùng tinh thần để gọi. Tiểu ngũ. Chủ nhân, ta vẫn chưa chết. Dứt lời, thú ngũ hành lắc lắc bụi đất đi ra, Lục Yên Chi nằm trên lưng nó. Hai người cực kỳ chật vật. Sau khi thú ngũ hành đi đến, thân thể khổng lồ chấn động, nằm trên mặt đất, cả người toàn vết thương, trong miệng phun máu, bị thương rất nặng. Lục Yên Chi cũng vậy, mở to mắt nhìn Dương Bách Xuyên, ngươi chờ một chút. Ngay sau đó chậm rãi giơ tay, vung tay một giọt tinh huyết bay ra từ ngón tay nàng ta, nhỏ giọt trên người Dương Bách Xuyên. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên cảm thấy rễ trên cơ thể run lên, tinh huyết và sinh cơ không hề bị xói mòn. Dương Bách Xuyên rất cảm động, hắn biết tác dụng tinh huyết của Lục Yên Chi, nàng ta bị thương nặng như vậy còn ép tinh huyết áp chế độc trên người hắn, chỉ bằng điểm này nàng ta đã làm tốt nghĩa vụ của một người bạn. Máu của ta có thể tạm thời áp chế độc trên người ngươi, nếu không lầm, độc ngươi chúng là tử đằng vạn năm, chúng độc này, cả người sẽ mọc rễ, hút đi tinh huyết sinh cơ, không thể dùng chân khí áp chế ngược lại sẽ tăng tốc độ xói mòn tinh huyết, không có phương pháp giải. Âm thanh của Lục Yên Chi càng ngày càng suy yếu, máu trong miệng chảy càng nhiều, nàng ta và thú ngũ hành bị thương rất nặng, có thể sống sót là tốt lắm rồi. Dương Bách Xuyên mở miệng, ngươi đừng nói chuyện, có một giọt tinh huyết này của ngươi để áp chế là đủ rồi, ta sẽ nghĩ cách giải độc. Dương Bách Xuyên nói xong, trong đầu nhanh chóng lật xem thần ma y điển, tìm cách giải độc, hiện tại thú ngũ hành và Lục Yên Chi đều bị thương nặng, hắn không thể vận động chân khí, không thể cử động cơ thể. Cái gì cũng không làm được, nếu vào lúc này, ác nhân hay yêu thú thái hoang xuất hiện thì tất cả mọi người sẽ xong đời. Vì vậy, mau mau tìm cách giải độc mới là điều nên làm. Ha ha ha, còn muốn giải độc, nằm mơ đi, lão lương vẫn chờ các ngươi từng người một xuống địa ngục, trên đường đi xuống hoàng tuyền ta cũng có các ngươi làm bạn tốt, ha 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 ha. Lúc này, Khúc Minh Nguyệt đang nằm trên mặt đất cách đó không xa lên tiếng. Hơi thở nàng ta bây giờ cũng đang yếu ớt, dầu đã cạn, sau khi nhìn thấy tình trạng khốn khổ của đám người Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi, Khúc Minh Nguyệt thâm trầm cười to. Ngay sau đó, trên mặt Khúc Minh Nguyệt mang theo sự oán giận quát, Lục Yên Chi, tiểu tiện nhân nhà ngươi, dám làm trái lệnh sư phụ, cho dù ngươi có thể sống sót hôm nay thì đến một ngày nào đó cũng sẽ bị sư phụ của ngươi luyện hóa người thành đan dược, khiến ngươi sống không bằng chết. Tại sao ngươi lại phản bội? Dương Bách Xuyên cho ngươi lợi ích gì? Điều gì khiến ngươi trở nên tàn nhẫn như vậy? Chúng ta là đồng môn, không ngờ sẽ có một ngày ngươi hãm hại ta. Từ lâu ta đã nói ngươi chính là một con sói mắt trắng nuôi không được gì, quả nhiên không sai, ngươi chính là tiểu tiện nhân, hôm nay ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Khúc Minh Nguyệt giống như phát điên lên, gào thét với Lục Yên Chi, đang nói chuyện thì nàng ta há miệng phun ra một đạo bạch quang, nhưng đó là một con côn trùng màu trắng sữa. Giống như một con rết. Lúc Dương Bách Xuyên nhìn thấy miệng Khúc Minh Nguyệt phun ra một con sâu như vậy, da đầu hắn tê dại. Lần trước, trên bong tàu phi thuyền, Khúc Minh Nguyệt đã từng sử dụng con trùng độc màu trắng sữa trông giống như con rết này lên người hắn, lần đó hắn được Chuông Đông Hoàng hộ vệ để luyện hóa loại trùng độc này. Thế nhưng lần này, sau khi trúng độc hắn không thể làm gì được. Hơn nữa, trùng độc mà Khúc Minh Nguyệt phun ra lần này rõ ràng không tầm thường, nó lớn hơn trùng độc trước đó vài vòng, trùng độc này vừa xuất hiện, nhiệt độ không khí xung quanh lập tức giảm xuống mấy độ. Đại trùng độc. Lúc này, Lục Yên Chi đang nửa dựa vào cơ thể của thú ngũ hành, sắc mặt của nàng ấy đột nhiên thay đổi, hiển nhiên, nàng ấy biết độc trùng của Khúc Minh Nguyệt lợi hại cỡ nào. Đây là trùng độc bản nguyên của Khúc Minh Nguyệt, trùng độc bản nguyên của độc tu. Quan trọng là có thể so với tu sĩ Nguyên Anh, bình thường không thể dễ dàng sử dụng. Lúc này, Khúc Minh Nguyệt đã thả ra con trùng độc bản nguyên ra,
hiển nhiên là trước khi chết còn muốn kéo theo Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi chịu tội thay. Chít chút chi. Chồn nhỏ dường như cũng cảm nhận được sự lợi hại của con trùng độc này, nó lo lắng kêu lên, con trùng độc từ từ đến trước mặt Dương Bách Xuyên gầm lên. Sắc mặt Dương Bách Xuyên thay đổi lớn, trên thần ma y điển, hiện lên ghi chép về độc đạo, hắn cũng biết đây là trùng độc bản nguyên của Khúc Minh Nguyệt, cũng biết nữ nhân này hoàn toàn điên rồi. Trùng độc bản nguyên là trùng độc được hình thành từ khi bắt đầu tu luyện độc tu, có thể nói hội tụ độc kỹ cả đời của độc tu, nói chúng là đại độc cũng không có gì lạ. Lúc này tất cả mọi người đều trọng thương, làm sao đối phó loại trùng độc này? Chít chít. Chồn nhỏ lo lắng gầm lên, lúc này ở đây cũng chỉ có chồn nhỏ là có thể di chuyển. Đương nhiên, vẫn còn tồn tại Mai Tỷ trong không gian bình càn khôn, quan trọng là lúc này Dương Bách Xuyên trúng độc nên không làm được gì cả, chẳng những thân thể tê liệt mà nguyên thần cũng không thể động đậy, làm sao có thể triệu hoán Mai Tỷ đến giúp đỡ. Khúc Minh Nguyệt nở nụ cười nham hiểm, dường như nàng ta rất thích thú với sự thay đổi sắc mặt của Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi. Sau đó nhìn về phía Lục Yên Chi nói, tiểu tiện nhân, lão phu đã từng nói ngươi trời sinh có cơ thể độc, từ nhỏ đã luôn chiều chuộng ngươi, có tài nguyên tu luyện gì cũng đều cho ngươi sử dụng. Đến đây đi, hôm nay để ta xem thử ngươi đối phó với trùng độc bản nguyên như thế nào, triệu hồi trùng độc bản nguyên của ngươi ra đi, để ta xem trùng độc bản nguyên do cơ thể độc của ngươi hình thành mạnh hơn hay trùng độc bản nguyên của Khúc Minh Nguyệt ta mạnh hơn. Ha ha ha. Khúc Minh Nguyệt cất tiếng cười điên cuồng. Nàng ta đã đoán được những con trùng độc bản nguyên sẽ không còn mạnh mẽ sau khi Lục Yên Chi bị thương nặng. Từ nhỏ nàng ta đã vô cùng ghen tị với Lục Yên Chi, nhưng sư phụ Nguyên Thần Huyễn lại luôn miệng nói nàng ta mãi mãi vẫn không thể so sánh được với Lục Yên Chi trời sinh đã mang cơ thể độc này. Sau khi sắc mặt Lục Yên Chi thay đổi một hồi mới lấy lại bình tĩnh, há miệng phun ra một con trùng độc màu đỏ thẫm giống trùng độc mà Khúc Minh Nguyệt phun ra, chỉ là khác nhau về màu sắc thôi. Trùng độc bản nguyên của Khúc Minh Nguyệt có màu trắng sữa, trong khi trùng độc của Lục Yên Chi có màu đỏ sẫm. Nhìn con ngươi của Dương Bách Xuyên trừng lớn vì sợ hãi, trùng độc của Lục Yên Chi vừa xuất hiện đã khiến khí tức của hắn càng sợ hãi hơn, chỉ tiếc là trùng độc của Lục Yên Chi nhìn có vẻ rất uể oải, nó bỏ về phía trùng độc của Khúc Minh Nguyệt với tốc độ rất chậm. Dương Bách Xuyên nghĩ chắc là do vừa rồi nghiêm phạt tự bạo, Lục Yên Chi đã dùng trùng độc bản nguyên để ngăn lại. Bây giờ trùng độc bản nguyên của nàng ấy đã bị thương nặng, về mặt khí tức thì mạnh hơn trùng độc của Khúc Minh Nguyệt nhưng nàng ấy lại bị thương, nếu đối đầu chính diện thì không thể đánh bại được trùng độc của Khúc Minh Nguyệt. Điều quan trọng nhất là Dương Bách Xuyên biết là nếu trùng độc bản nguyên chết thì Lục Yên Chi cũng không thể sống sót. Lúc này, trong lòng hắn sốt ruột, Yên Chi, đừng đối đầu với nàng ta, người sẽ chết đấy. Lục Yên Chi ngẩng đầu nhìn Dương Bách Xuyên và mỉm cười nói, Dương đại ca. Cảm tạ ngươi đã giúp ta khi tất cả mọi người đều phản bội ta. Cảm tạ ngươi vẫn còn có thể giúp ta, hoặc là nói không xem ta là người ngoài, kiếp này ta có thể quen biết ngươi là may mắn của Yên Chi. Đúng rồi, để con trồn của ngươi đi lấy máu của sư tỷ ta uống đi, nếu như ta đoán không lầm thì sư tỷ nhất định đã tự mình nuốt thuốc giải, máu của nàng ấy hẳn là có thể giải độc trên người ngươi. Bây giờ ai cũng bị thương rồi. Nếu muốn đối phó với trùng độc bản nguyên của sư tỷ thì không thể không có trùng độc bản nguyên của ta được, nếu cái chết của ta có thể cứu được tính mạng của Dương đại ca thì cũng không sao, hy vọng kiếp sau chúng ta vẫn có thể là bằng hữu. Nghe vậy, cả người Dương Bách Xuyên run lên, đây là lần đầu tiên Lục Yên Chi gọi hắn như vậy, thực ra hắn biết trong lòng Lục Yên Chi rất cô độc, đặc biệt là sau khi biết được âm mưu của Nguyên Thần Huyễn đối với nàng ấy. Lúc này nghe nàng ấy nói chuyện tựa như có một cảm giác. Nhìn thấu sự bi thương của nhân thế, nàng ấy có ý muốn chết, điều này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên run lên. Hắn cũng nghe Lục Yên Chi nói về cách giải độc, lúc này Dương Bách Xuyên cảm thấy như được khai sáng, hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó chồn nhỏ cũng đã từng tiếp xúc với Khúc Minh Nguyệt. Theo lý thì toàn thân Khúc Minh Nguyệt đầy độc, chồn nhỏ cũng sẽ bị thương, nhưng cho đến bây giờ chồn nhỏ vẫn vui vẻ nhảy nhót như không có chuyện gì. Điều này khiến Dương Bách Xuyên nghĩ đến việc chồn nhỏ đã nuốt chửng một tay của Khúc Minh Nguyệt trước đó. Trong lòng giống như được khai sáng, hắn biết Lục Yên Chi đã đoán đúng, sau khi Khúc Minh Nguyệt nuốt thuốc giải độc, trong máu của nàng ta sẽ có thuốc giải. Hơn nữa, Khúc Minh Nguyệt là độc tu, dùng phương pháp lấy độc trị độc đúng là có thể giải được độc của hắn. Chẳng trách chồn nhỏ đến giờ này vẫn không sao.
Vì thế, sau đó Dương Bách Xuyên vội vàng nói với chồn nhỏ, hãy đi lấy máu của Khúc Minh Nguyệt cho ta. Hắn muốn ngăn cản trùng độc bản nguyên của Khúc Minh Nguyệt và Lục Yên Chi chém giết nhau, hắn không muốn Lục Yên Chi chết. Nhưng lúc này đã quá muộn, trùng độc của cả hai đang cắn xé lẫn nhau. Sau đó, chỉ thấy Lục Yên Chi mở miệng phát ra một tiếng kêu dài yếu ớt, ngay sau đó một tia sáng đỏ trắng lóe lên, nhưng chính Lục Yên Chi đã trực tiếp sử dụng một bí pháp gì đó để nuốt cả trùng độc vào trong miệng. Khụ khụ, miệng Lục Yên Chi lập tức hộc máu, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nhưng nàng ấy lại nhìn không được nhìn Khúc Minh Nguyệt nói, sư tỷ, tỷ biết không? Từ nhỏ ta đã coi tỷ như tỷ tỷ, nhưng tỷ xưa nay chỉ có đố kỵ với ta, nói cho tỷ biết một chuyện, ta phản bội tỷ là bởi vì sư phụ nguyên thần huyễn của chúng ta. Là bởi vì hắn ta vẫn luôn bồi dưỡng ta để trở thành linh dược, lần này an bài ta đi vào đại hoang là để cho cơ thể độc dược của ta đại thành, sau đó luyện hóa ta giúp hắn vượt qua tán tiên thiên kiếp lần thứ tư mà thôi. Ở trong mắt nguyên thần huyễn, ta chỉ là một cây thuốc của hắn ta mà thôi. Cho nên từ trước đến giờ hắn ta chưa từng coi ta là đệ tử. Mà tỷ cũng như vậy, tỷ bị phong âm dương giày xéo, nhưng thật ra là do hắn ta ngầm đồng ý, tỷ nói xem sư phụ như vậy, ta còn nhận sao? Khụ khụ, sư tỷ, bây giờ tỷ có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng ta chứ? Đi thôi, ta và tỷ sẽ cùng đồng hành trên con đường đi xuống Hoàng Tuyền. Khụ khụ khụ. Sau khi Lục Yên Chi nói xong, nàng ấy phun ra một ngụm máu rồi nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này, Khúc Minh Nguyệt cảm thấy như bị sét đánh, đôi mắt đờ đẫn và nói, không thể, không thể, sư phụ sẽ không ngầm đồng ý với phong âm dương hủy hoại ta. Không thể. Trái tim của Khúc Minh Nguyệt cũng tan vỡ. Ánh mắt bắt đầu mờ đi. Lúc này chồn nhỏ nhào tới, dùng móng vuốt sắc bén bổ thẳng vào đầu Khúc Minh Nguyệt, sau đó vung móng vuốt nhỏ của mình, ngay sau đó. Năm thi thể của Khúc Minh Nguyệt bay về phía Dương Bách Xuyên, máu tươi phun ra giữa không trung. Dương Bách Xuyên thở dài, sau đó há to miệng trước huyết dịch của Khúc Minh Nguyệt rải khắp bầu trời. Hắn thật sự rất phản đối việc uống máu người, nhưng lúc này cũng không thể làm gì khác, chỉ có như vậy mới có thể giải độc cho hắn. Một nửa máu của Khúc Minh Nguyệt đổ lên người hắn, rễ cây mọc khắp người hắn lập tức héo rũ. Sau khi Dương Bách Xuyên nuốt máu của Khúc Minh Nguyệt, những thay đổi bắt đầu diễn ra trong cơ thể hắn, sức mạnh của chất độc dần dần bị giải trừ và nguyên thần của hắn đã có thể cử động. Ngay sau đó, mặt trời mệnh tinh được triệu hoán, chuông Đông Hoàng hiện ra, phù văn sáng ngời, độc tố toàn thân nhanh chóng bị luyện hóa biến mất. Lục Yên Chi đoán rất chính xác, máu của Khúc Minh Nguyệt thực sự là thuốc giải độc, bất kể là uống hay giải trên cơ thể đều đưa đến tác dụng rõ ràng. Sau khi sức mạnh của chuông Đông Hoàng xuất hiện, toàn bộ chất độc trong nháy mắt đều được giải trừ, rễ cây toàn thân đều biến thành tro tàn. Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc đó, vận hành công pháp và chân khí cũng thuận lợi hơn. Thi thể không đầu của Khúc Minh Nguyệt cũng rơi xuống đất, Dương Bách Xuyên không thèm nhìn lấy một cái đã nhanh chóng đi về phía Lục Yên Chi. Lục Yên Chi ôm lấy mong muốn chết là vì nàng ta biết sư phụ của mình có âm mưu với nàng ta và sư tỷ Khúc Nguyệt Minh không coi nàng ta là sư muội. Nói cho cùng Lục Yên Chi cũng là một người coi trọng tình cảm tình thân, kết quả lại là một hiện thực phũ phàng chờ đợi nàng ta. Dương Bách Xuyên hiểu, đối với Lục Yên Chi, có lẽ chỉ có chết mới không có nhiều vướng mắc ở trong lòng. Đồng thời, nàng ta đã dùng chính mạng sống của mình để kéo dài thời gian cho hắn, dùng thủ đoạn trực tiếp nuốt chửng trùng độc bản nguyên của Khúc Minh Nguyệt, coi như là xả thân vào lúc chết. Người trọng tình cảm như Lục Yên Chi đã khiến trái tim của Dương Bách Xuyên gào thét, hắn không muốn Lục Yên Chi chết. Ngay lập tức đến xem Lục Yên Chi thế nào, cho dù nàng ta chỉ còn một hơi thở, Dương Bách Xuyên cũng muốn kéo nàng ta thoát khỏi bàn tay của tử thần. Có thần ma y điển trong người, nếu không cứu được Lục Yên Chi, Dương Bách Xuyên sẽ rất thất vọng về bản thân mình. Nhiều hơn là sự tiếc nuối còn vương lại trong lòng hắn. Dương Mỗ tự nhủ mình cũng không phải là anh hùng đầu đội trời chân đạp đất gì đó, nhưng hắn cũng không muốn nợ ân tình của một nữ tử đáng thương. Hay đúng hơn là hắn không muốn Lục Yên Chi chết như thế này. Lục Yên Chi muốn chết, hắn biết rõ đây là sự thù hận của nàng ta đối với sư phụ Nguyễn Thuần Huyễn, cũng là một loại trả thù khác. Nguyên Thần Huyễn hy vọng sau khi độc thể ách nan của Lục Yên Chi đại thành sẽ luyện hóa nàng ta, để giúp lão ta độ kiếp tán tiên thiên kiếp lần thứ tư.
điều này chẳng khác nào việc đặt mọi thứ lên người Lục Yên Chi. Có điều, Dương Bách Xuyên đã cho Lục Yên Chi biết âm mưu của Nguyên Thần Huyễn, điều này khiến Lục Yên Chi đau lòng khôn xiết. Nàng ta muốn chết chính là để phá vỡ giấc mộng độ kiếp của Nguyên Thần Huyễn, đây là sự trả thù lớn nhất đối với lão ta. Nhưng đối với Dương Bách Xuyên, về công thì Lục Yên Chi nàng ta là đồng minh, về tư thì Lục Yên Chi đã gọi hắn một tiếng Dương Đại Ca, còn nói có kiếp sau sẽ làm bằng hữu, điều này khiến Dương Bách Xuyên rất cảm động, vì vậy hắn muốn cứu Lục Yên Chi. Từ một góc độ nào đó, hắn muốn để Lục Yên Chi biết sự thật về tính toán của Nguyên Thần Huyễn, nếu bàn mặt giết tâm, hắn có thể được coi là một trong những hung thủ. Tất cả các nhân tố cộng lại, Dương Bách Xuyên cảm thấy xấu hổ với Lục Yên Chi. Không thể để nàng ta chết như thế này được. Đến trước mặt Lục Yên Chi và thú ngũ hành, Dương Bách Xuyên trở tay, cùng lúc đó có một giọt nước sinh mệnh xuất hiện giữa lòng bàn tay của hắn, sau đó hắn nói tiểu ngũ, há miệng. Nghe thấy thế, thú ngũ hành há to miệng, chỉ cần một cái búng tay là một giọt nước sinh mệnh đã lọt vào trong miệng thú ngũ hành. Bị nghiêm phạt tự bạo đến trọng thương, thú ngũ hành và Lục Yên Chi còn có thể sống cũng đã không dễ gì. Huống chi uống một giọt nước sinh mệnh vào cũng không thể nói có thể hoàn toàn chữa trị hết mọi thương, thế nhưng về mặt bảo toàn tính mạng thì không thành vấn đề. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên bỏ qua thú ngũ hành, trước tiên để thú ngũ hành tự chữa lành vết thương của mình, với sự trợ giúp của nước sinh mệnh và thể chất đặc biệt của thú ngũ hành thì hắn ta sẽ không sao. Sau đó, hắn lập tức ngồi xổm bên cạnh Lục Yên Chi và kiểm tra tình hình của nàng ta đã nuốt hai trùng độc bản nguyên vào cơ thể. Tất nhiên sẽ gây ra tổn thương rất lớn. Thương tích chồng thương tích. Bây giờ hắn chỉ hy vọng Lục Yên Chi vẫn còn cứu được. Lúc này, sắc mặt Lục Yên Chi đã chuyển sang màu xanh đen, rõ ràng là do sự bộc phát từ cuộc giao tranh giữa trùng độc bản nguyên của nàng ta và của Khúc Minh Nguyệt gây ra. May mắn thay, khi Dương Bách Xuyên kiểm tra thì phát hiện Lục Yên Chi vẫn còn hơi thở, mặc dù rất yếu nhưng dù hơi thở có yếu đến đâu cũng có nghĩa là nàng ta vẫn chưa chết. Vẫn còn cơ hội cứu được. Dương Bách Xuyên trở tay, giọt nước sinh mệnh thứ hai xuất hiện, Lục Yên Chi nuốt vào, nước sinh mệnh cường đại có thể giữ được mạng sống của nàng ta trước, gia tăng sự sống cho nàng ta, còn có thể kéo dài thời gian để Dương Bách Xuyên chữa trị. Linh thức đã được không gian Hắc Liên duy trì sử dụng, không bị quy tắc Thái Hoang Tinh Hải hạn chế, không thể sử dụng linh thức, đây là sau khi Dương Bách Xuyên tiến vào Thái Hoang mới phát hiện chỗ tốt này. Giờ khắc này dùng để quan sát tình hình của Lục Yên Chi cũng phát huy tác dụng rất lớn. Theo quan sát linh thức của Dương Bách Xuyên, trước hết, chân khí trong cơ thể Lục Yên Chi đã bị rối loạn, độc khí mạnh mẽ đang phá hủy kinh mạch, có dấu hiệu tổn thương và thối rữa trong kinh mạch. Tử phủ đan điền cũng đang cùng nhau sụp đổ, mọi thứ nhìn qua rất tồi tệ. Nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo, Dương Bách Xuyên nhìn thấy mệnh tinh ở trung tâm đan điền của Lục Yên Chi dường như không sao. Mệnh tinh không những không bị vỡ mà còn toát ra một khí tức đặc biệt mạnh mẽ. Ngược lại làm cho trong lòng Dương Bách Xuyên nghi hoặc. Lẽ ra điều tồi tệ nhất là mệnh tinh xảy ra vấn đề mới đúng, nhưng tinh mệnh của Lục Yên Chi lại rất ổn định. Điều kỳ lạ hơn nữa là Dương Bách Xuyên không tìm thấy hai trùng độc bản nguyên mà Lục Yên Chi đã nuốt vào trong cơ thể. Theo lý thuyết, trùng độc bản nguyên được hình thành trên mệnh tinh. Nó sẽ được nuôi dưỡng bởi sức mạnh của tử phủ mệnh tinh giống như pháp khí, rõ ràng là nàng ta đã nuốt trùng độc bản nguyên của mình và Khúc Minh Nguyệt, nhưng bây giờ lại không có dấu vết của trùng độc bản nguyên, thực sự khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Tìm không thấy cũng nghĩ không ra, Dương Bách Xuyên cũng không thèm để ý, mệnh tinh của Lục Yên Chi không sao là chuyện tốt, có thể giảm bớt rất nhiều áp lực để hắn chữa trị vết thương cho Lục Yên Chi. Sau khi cân nhắc trong đầu một lúc, Dương Bách Xuyên mở mắt ra để tìm ra giải pháp, lần lượt xuất hiện các dấu ấn y thuật, lấy chân khí đánh vào Lục Yên Chi để tử phủ đan điền và kinh mạch trên người nàng ta ổn định. Y thuật cổ xưa được thượng cổ lưu truyền, đây chính là bí thuật y thuật, có tác dụng ngay lập tức. Dương Bách Xuyên lần đầu tiên tạo ra 99 hoặc 80 dấu ấn liên tiếp trên tử phủ đan điền, tạo thành một trận phong ấn chu thiên mờ nhạt, giúp ổn định lại tử phủ đan điền đã tan vỡ. Sau đó là từng kinh mạch chính là thứ khiến hắn tiêu tốn rất nhiều chân khí, bởi vì sự tồn tại của độc khí trong kinh mạch rất phiền phức, hắn ở mặt trước chữa trị xoay chuyển khí độc của mặt sau, rồi lại lập tức phá hủy nó, bận rộn hơn nửa ngày,
Dương Bách Xuyên mệt mỏi, đầu đổ đầy mồ hôi nhưng vẫn không có hiệu quả. Nếu không chữa trị được kinh mạch thì không thể vận hành được công pháp, bởi vì vận hành công pháp nhất định phải thông qua kinh mạch của toàn thân, cuối cùng quay về tử phủ đan điền mới có tác dụng, tu vi mới có thể tiến bộ, hấp thụ lực lượng thiên địa mới có thể chuyển hóa thành chân khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Điều quan trọng hơn là mặc dù đan điền của Lục Yên Chi đã được chữa trị, nhưng vẫn để lại vết nứt, những vết nứt này cần được thông qua kinh mạch để chữa lành, nếu không nó sẽ là một mầm họa. Dương Bách Xuyên dừng lại cân nhắc một lúc, hắn chuẩn bị thay đổi phương pháp, nếu trong kinh mạch có khí độc, hắn nên làm sạch khí độc, sau đó mới chữa trị kinh mạch cho Lục Yên Chi. Ngay sau khi nghĩ về điều đó, hắn đã chọn cách đơn giản và thô lỗ nhất để làm sạch khí độc trong cơ thể Lục Yên Chi, giống như lần trước hắn dùng nguyên thần chữa trị cho Lâu Hải Đường, hắn dự định trực tiếp hấp thụ khí độc đang lưu thông trong kinh mạch của Lục Yên Chi vào cơ thể mình. Mặc dù rất nguy hiểm nhưng đây là cách đơn giản và hiệu quả nhất. Mặc dù hấp thụ khí độc vào cơ thể sẽ khiến hắn có nguy cơ trúng độc, nhưng Dương Bách Xuyên nghĩ rất đáng giá, ít nhất nó có thể cứu mạng Lục Yên Chi. Hơn nữa hắn có mệnh tinh Thái Dương và sức mạnh văn phù của Chuông Đông Hoàng, nếu thật sự không thành thì đến thời khắc mấu chốt có thể luyện hóa khí độc. Nếu để những khí độc này tồn tại trong cơ thể Lục Yên Chi, kinh mạch của nàng ta sớm muộn cũng sẽ mục nát, thậm chí đan điền mới ổn định cũng sẽ có nguy cơ tan vỡ lần nữa. Loại khí độc này, Dương Bách Xuyên bây giờ nghĩ, hẳn là khí độc do Lục Yên Chi và những con trùng độc bản nguyên của Khúc Minh Nguyệt xâm nhập vào cơ thể nàng ta, sau khi hai người va vào nhau mới sinh ra khí độc, và khả năng cơ thể Lục Yên Chi đã bài xích, bằng không nó đã được luyện hóa từ lâu rồi. Điều quan trọng nhất là hai trùng độc bản nguyên vẫn chưa được tìm thấy và hắn không biết chúng đã đi đâu. Nhưng bây giờ nghĩ lại, khả năng cao nhất là cả trùng độc bản nguyên của Lục Yên Chi và Khúc Minh Nguyệt đã tiến vào trong mệnh tinh của Lục Yên Chi, nếu không không thể nào chúng không tồn tại được. Chỉ là, Dương Bách Xuyên tạm thời không có thời gian để xác định điều đó. Sau đó, Dương Bách Xuyên nghiến răng và bắt đầu hấp thụ khí độc trong kinh mạch của Lục Yên Chi trong khi luyện công. Một luồng khí độc cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể của Dương Bách Xuyên. Trong nháy mắt nó đã chạy toán loạn trong cơ thể hắn, và có dấu hiệu nuốt chửng chân nguyên của chính mình, hắn hử lạnh một tiếng. Càn Khôn Tạo Hóa Quyết được mệnh danh là tuyệt đỉnh công phu trên thế giới, theo lời của đầu lão tử nói, sức mạnh nào cũng có thể được luyện hóa, lúc này, khí độc đã có dấu hiệu luyện hóa trong quá trình vận hành công phu, nhưng hiệu quả rất ít. Dương Bách Xuyên không vội vàng, bây giờ hắn đang nghĩ đến việc hấp thụ khí độc trong kinh mạch của Lục Yên Chi trong một hơi thở. Rồi ổn định vết thương của nàng ta. Sau nửa giờ, cuối cùng hắn cũng hấp thụ toàn bộ khí độc trong kinh mạch của Lục Yên Chi vào cơ thể mình. Nhưng sau đó Dương Bách Xuyên trở nên cay đắng, hắn đánh giá thấp khí độc trong cơ thể Lục Yên Chi, sau khi tất cả đi vào cơ thể hắn, nó tạo thành một luồng khí độc lớn và bắt đầu nổi dậy trong cơ thể hắn. Tốc độ luyện hóa và chuyển hóa độc khí trong Càn Khôn Tạo Hóa Quyết kém xa. Tốc độ độc khí đồng hóa nuốt chửng chân khí của hắn chỉ cần nửa canh giờ, nhưng độc khí trong cơ thể hắn cũng đã có thành tựu. Dương Bách Xuyên phát hiện, sau khi hắn hấp thụ toàn bộ khí độc vào cơ thể, trong quá trình luyện hóa, khí độc giống như siết thành cái dây thừng, vậy mà có thể chống lại chân khí của hắn. Đây không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Theo dạng phát triển này, kinh mạch của hắn sẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Muốn cứu người khác thì phải cứu mình trước đã. Dù sao thì trong cơ thể của Lục Yên Chi đã không còn khí độc nữa, tạm thời sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng, Dương Bách Xuyên quyết định xử lý độc trong cơ thể mình đã rồi tính sau. Nếu như hắn xảy ra chuyện thì cả hắn và Lục Yên Chi đều sẽ gặp nguy hiểm. Càn Khôn Tạo Hóa Quyết được sử dụng đến cực hạn để luyện hóa khí độc, Dương Bách Xuyên phát hiện hiệu quả quá thấp, không phải là không luyện hóa được mà là hắn không có quá nhiều thời gian để lãng phí. Hắn còn phải trị liệu thương tích cho Lục Yên Chi, đâu thể chậm chạp luyện hóa, quá tốn thời gian. Vốn dĩ, Dương Bách Xuyên muốn hấp thụ toàn bộ chất độc trong cơ thể Lục Yên Chi vào trong cơ thể mình, sau đó luyện hóa loại bỏ, nhưng hiện tại hắn lại phát hiện ra một bất ngờ. Mặc dù tốc độ luyện hóa khí độc của Càn Khôn Tạo Hóa Quyết tương đối chậm, nhưng khí độc sau khi được luyện hóa lại bị mệnh tinh Thái Dương hấp thụ toàn bộ. Mà hiệu quả của việc này chính là chân khí trong mệnh tinh Thái Dương tăng lên, mặc dù rất nhỏ, nhưng hắn có thể cảm nhận được tu vi của mình cũng đang tăng.
hai mệnh tinh thái dương thái âm của hắn đang thay nhau luân chuyển thuận nghịch trong đan điền, tạo thành địa thế song phương, bản thân Dương Bách Xuyên cũng được xưng là lưỡng nghi tử phủ. Mệnh tinh hợp thể là khi nguyên anh tiến hóa, cấp bậc của nguyên anh càng cao thì khi hấp thụ và chứa đựng chân khí sẽ được chuyển vào trong thái dương và thái âm. Trước kia, chân khí sẽ được chứa bên trong đan điền, Dương Bách Xuyên luôn cho là sau khi tu vi đạt tới cảnh giới hợp thể thì vẫn sẽ như vậy. Hắn tưởng muốn nâng cao tu vi thì cần tích trữ chân khí trong đan điền, nhưng lúc này Dương Bách Xuyên mới hiểu chân khí cần phải tiến vào trong mệnh tinh, chỉ khi chân khí bên trong mệnh tinh đầy thì tu vi của hắn mới tăng lên. Chẳng trách, từ sau khi đột phá hợp thể sơ kỳ, mặc dù hắn vẫn luôn tu luyện nhưng lại không có bất kỳ tiến bộ nào, bây giờ mới phát hiện phương hướng tu luyện của mình đã sai lệch. Chân khí phải tiến vào mệnh tinh thì tu vi mới tăng được. Lúc này, hắn đã cảm nhận được hai sự thay đổi. Sự thay đổi này tới từ hai mệnh tinh. Sau khi càn khôn tạo hóa quyết luyện hóa khí độc, bị mệnh tinh Thái Dương hấp thụ, Dương Bách Xuyên cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng bên trong mệnh tinh Thái Dương. Đây là sự thay đổi của việc tu vi tăng cao, khiến hắn biết được chân khí cần được tích trữ bên trong mệnh tinh. Lúc trước không biết thì không thể trách hắn, dù sao thì sư phụ Vân Thiên Tà đang ngủ say, không ai nói cho hắn biết những vấn đề chi tiết như thế này, đều do hắn tự mày mò tu luyện. Sau khi hắn hợp thể thì phát hiện hai mệnh tinh không giống với những người khác, vậy nên không biết tích trữ chân khí thế nào mới có thể nâng cao tu vi thì cũng không có gì lạ. Thứ hai chính là chân khí, thay đổi đến từ mệnh tinh thái âm. Hai mệnh tinh thái dương thái âm bên trong cơ thể. Mệnh tinh thái âm, ngoại trừ phát hiện bên trong bóng tối có một cánh cửa đen kịt thì cũng không có gì đặc biệt, bên trong cũng không có mệnh tinh tượng chứ đừng nói tới thay đổi gì. Từ trước tới nay, Dương Bách Xuyên đều nghĩ mệnh tinh thái âm không có mấy giá trị. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện, mệnh tinh thái âm có sự thay đổi. Sự thay đổi này được phát hiện khi mệnh tinh thái âm hấp thu khí độc, quan trọng nhất là khí độc được hấp thu trực tiếp mà không hề qua luyện hóa. Sau khi khí độc bị mệnh tinh thái dương hấp thu thì sẽ luyện hóa thành năng lượng, còn mệnh tinh thái âm thì được hấp thu trực tiếp vào bên trong, điều khiến Dương Bách Xuyên vui mừng là, những khí độc này là do mệnh tinh thái âm tự chủ hấp thu, không phải do hắn điều khiển. Giờ phút này hắn cảm giác được rõ ràng, sau khi mệnh tinh thái âm gặp phải khí độc thì rung lên, giống như đang vui vẻ, khí độc vào trong mệnh tinh thái âm thì chuyển hóa thành sức mạnh tinh khiết, lực lượng của chân khí. Chỉ là, Dương Bách Xuyên cảm nhận được những sức mạnh này mang theo lực lượng âm. Mà chân khí bên trong mệnh tinh thái dương lại tràn đầy chí dương chí cương. Hai lực lượng vừa vặn tương phản, một âm một dương. Lúc này, Dương Bách Xuyên chợt hiểu rõ, mặc dù không nói được nhưng hắn có chút ngộ ra. Mệnh tinh thái âm chưa từng xảy ra bất cứ phát sinh nào cuối cùng cũng thay đổi, mặc dù ngay cả Dương Bách Xuyên cũng không biết sự thay đổi này đại biểu cho điều gì, nhưng nếu như mệnh tinh thái âm có thể hấp thu trực tiếp khí độc, với hắn mà nói thì đây cũng xem như chuyện tốt. Nhìn một đen một trắng bên trong cơ thể đang vận chuyển nghịch đảo, hình thành trận đồ bát quái, đột nhiên Dương Bách Xuyên thông suốt rất nhiều vấn đề. Đan điền của hắn có thể nói là một dương một âm, một cương một nhu, hắn có khả năng hấp thu được chí dương chí cương của trời đất, đương nhiên cũng sẽ hấp thu được chí âm chí nhu. Mặc dù khí độc bên trong cơ thể của Lục Yên Chi là kịch độc, nhưng đây cũng là một loại sức mạnh, độc từ sức mạnh âm nhu. Vậy nên tương hợp với mệnh tinh thái âm. Sở dĩ, sau khi mệnh tinh thái âm gặp phải khí độc chí âm chủ động hấp thu rồi luyện hóa, cuối cùng luyện thành chân khí tinh khiết nhất. Dương Bách Xuyên cảm nhận được, lúc này hắn cũng đã hiểu ra. Thực tế, lưỡng nghi tử phủ quyết định con đường tăng cao tu vi của hắn. Nhất dương nhất âm phải tiến hành đồng bộ, cần sự cân bằng. Nhất dương nhất âm vi đạo. Hai mệnh tinh của hắn, một hấp thu lực chí dương, một hấp thu chí âm, âm dương dung hợp mới có thể nâng cao tu vi. Lúc này, đột nhiên Dương Bách Xuyên hiểu ra phương hướng tu luyện sau cảnh giới hợp cảnh của mình. Âm và dương cần phải cùng tăng lên. Trên thế gian này, bất kỳ lực lượng nào cũng có hai mặt âm và dương luôn được cân bằng và bình đẳng. Sau khi đạt tới cảnh giới hợp thể thì hắn càng tiến gần tới tu đạo, vậy nên khác hoàn toàn với trước kia. Đợi nghĩ thông được những điều này, Dương Bách Xuyên trực tiếp vận công mệnh tinh thái âm. Tiếp theo đã xảy ra một cảnh khiến hắn vô cùng rung động.
chỉ thấy thái âm trừ trước tới nay chưa từng xảy ra thay đổi lại tỏa ra ánh sáng màu đen, ngay sau đó là những phù văn huyền ảo cổ xưa được hình thành, giống như những phù văn trên chuông Đông Hoàng, giờ đây lại xuất hiện trên mệnh tinh thái âm. Những phù văn này có màu đen, sau khi hiện ra từng cái một, liên kết với nhau biến thành một cánh cửa màu đen với hình vuông bên ngoài và hình tròn bên trong. Đây chính là cánh cửa mà lúc trước hắn cảm nhận được ở mệnh tinh thái âm với bóng tối vô tận, chỉ là bây giờ nó lại trôi lơ lửng trong mệnh tinh thái âm, xuất hiện ở lưỡng nghi tử phủ. Bên ngoài cánh cửa là hình vuông nhưng phù văn trên hai cánh cửa lại kết hợp thành hình tròn. Tư tưởng triết học, trời tròn đất cũng tròn, xuất hiện trong đầu Dương Bách Xuyên. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ của bản thân hắn mà thôi. Ngay sau đó, phù văn trên cánh cửa đen kịt lóe lên, tản ra khí tức mang lại cho Dương Bách Xuyên một loại cảm giác cổ kính. Nhưng cánh cửa kia vẫn không hề mở ra. Thừa tế, Dương Bách Xuyên rất muốn biết, sau khi cửa mở thì sẽ xuất hiện cái gì. Ngay lúc phù văn trên cánh cửa lóe lên, độc tố trong cơ thể trong nháy mắt giống như nước lũ vỡ bờ, bị mệnh tinh thái âm hấp thu vào bên trong. Chớp mắt, khí độc khiến hắn đau đầu cứ như vậy mà biến mất. Bị mệnh tinh thái âm hấp thu hoàn bộ. Tiếp đó, phù văn trên cánh cửa bạo phát ra luồng sáng đen chói mắt. Đột nhiên, trong đầu Dương Bách Xuyên xuất hiện bốn chữ cánh cổng U Đô. Mệnh tinh của hắn bỗng run rẩy, tu vi đột phá tới cảnh giới hợp thể trung kỳ. Sau đó, cánh cửa được phù văn hợp thành bỗng hóa thành ánh sáng rồi quay trở về trong mệnh tinh thái âm. Mọi thứ trở lại như ban đầu. Dương Bách Xuyên ngẩn người. Hắn không ngờ mệnh tinh thái âm sẽ cho hắn thay đổi nhiều như vậy. Cánh cửa U Đô. Đó là thần tượng mà mệnh tinh thái âm thi triển ra sao? Không ngờ lần này chỉ độ cho Lục Yên Chi lại có được thu hoạch lớn như vậy, chứng tỏ độc trong cơ thể Lục Yên Chi là một loại vô cùng mạnh, vừa là độc nhưng cũng là một loại năng lượng. Không những mở ra mệnh tinh thái âm mà hắn vẫn luôn cho là vô dụng, tu vi của hắn cũng tăng từ hợp thể sơ kỳ đột phá tới trung kỳ. Quan trọng là mệnh tinh thái âm của hắn xuất hiện thần tượng. Vậy mà lại là cánh cửa U Đô. Mặc dù hắn không biết cánh cửa U Đô kia có ý nghĩa gì, nhưng U Đô có lẽ là một địa phương hoặc là một thế giới nào đó. Kỳ quái là bây giờ Dương Bách Xuyên rất muốn biến mà hắn tu luyện rốt cuộc là công pháp gì. Tu luyện ra hai mệnh tinh thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn xuất hiện một cánh cửa U Đô, cộng thêm chuông Đông Hoàng, rõ ràng là hai mệnh tinh tượng. Nhưng bản thân hắn biết, Lâu Hải Đường cũng từng nói, mỗi người chỉ có một nguyên thần hoặc nói đúng là linh hồn, chỉ có thể xuất hiện một mệnh tinh tượng, mà hiện tại hắn lại có tới hai. Một là chuông Đông Hoàng, hai là cánh của U Đô. Hai mệnh tinh tượng. Đây là điều không thể, hắn chắc chắn bản thân mình không bị tâm thần phân liệt. Chỉ có một nguyên thần, một ý thức, không thể nào có cá thể thứ hai được. Vậy nên Dương Bách Xuyên cho rằng, dù là chuông Đông Hoàng hay là cánh cửa U Đô vừa xuất hiện thì đều không phải là mệnh tinh tượng của hắn. Nhưng nếu như không vậy, vậy thì mệnh tinh tượng của hắn là gì? Theo lý mà nói thì sau khi tới cảnh giới hợp thể thì nhất định sẽ xuất hiện mệnh tinh tượng, nhưng theo tình huống trước mắt, mệnh tinh tượng của hắn vậy mà không xuất hiện. Chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô chắc chắn không phải mệnh tinh tượng của hắn được. Đúng là kỳ lạ, Dương Bách Xuyên cũng không thể hiểu nổi. Nghĩ nửa ngày cũng không ra, hắn cũng không buồn nghĩ nữa, dù sao thì trước mắt hắn cũng chưa thấy có gì không thoải mái, cũng không tổn hại gì, vậy thì không cần phải nghĩ nhiều, theo như lão đầu nói thì là cứ thuận theo tự nhiên. Đợi lão đầu thức tỉnh rồi lại hỏi vậy, hoặc là hỏi người khác, rốt cuộc trong cơ thể hắn là cái quỷ gì vậy? Dù sao thì đầu hắn cũng đang loạn lên. Nếu như độc đã được giải rồi, mà mệnh tinh tượng hắn cũng nghĩ không ra, vậy thì tính sau đi. Lần này có thể kích phát được cánh cửa trong mệnh tinh thái âm, còn biết được cánh cửa U Đô, với Dương Bách Xuyên mà nói thì đây là chuyện tốt. Mặc dù trước mắt, hắn vẫn chưa biết cánh cửa U Đô này có tác dụng gì, nhưng Dương Bách Xuyên nghĩ nhất định sẽ không đơn giản. Quan trọng nhất là hắn hiểu được phương hướng tu luyện. Phải hấp thu lực lượng vào hai mệnh tinh thái dương thái âm mới có thể tăng cao tu vi. Vui hơn là tu vi của hắn đã đột phá tới cảnh giới hợp thể trung kỳ. Với Dương Bách Xuyên mà nói, đây là sự giúp đỡ rất lớn ở Thái Hoang Tinh Hải, tu vi thực lực chính là gốc rễ để bảo toàn tính mạng. Dương Bách Xuyên mở hai mắt,
chuẩn bị trị thương cho Lục Yên Chi. Nhưng khi hắn vừa mở mắt ra thì lại bị dọa hết hồn, trong tầm mắt của hắn lại không hề có bóng dáng của Lục Yên Chi, không chỉ như vậy, ngay cả thú ngũ hành và chồn nhỏ cũng không thấy. Trái tim Dương Bách Xuyên đập loạn. Lục Yên Chi và thú ngũ hành đều đang bị thương nặng, hắn chỉ vừa luyện hóa độc trong cơ thể, mở mắt ra đã không thấy bọn họ đâu. Khắp nơi Thái Hoang Tinh Hải đều ngập tràn nguy hiểm. Lúc này, Dương Bách Xuyên bắt đầu hoảng loạn, hắn đứng bật dậy, đang chuẩn bị kêu to thì phía sau lưng vang lên giọng nói dịu dàng, Dương đại ca, ngươi tỉnh rồi. Dương Bách Xuyên đột nhiên xoay người nhìn, hắn lập tức thở phào một hơi, may là Lục Yên Chi. Nàng đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá ở phía sau nhìn hắn. Ngươi! Dương Bách Xuyên cũng lơ mơ, rõ ràng Lục Yên Chi đang bị thương nặng, nhưng bây giờ ngoại trừ sắc mặt của nàng có hơi trắng ra thì khí tức trên cơ thể đã ổn định, đây là khỏi rồi sao? Chi chi! Chủ nhân! Ngay lúc này giọng chồn nhỏ vang lên, đi từ trong rừng rậm tới. Chồn nhỏ kêu chi chi, nhảy lên vai Dương Bách Xuyên. Có vẻ như vết thương của thú ngũ hành cũng đã khôi phục. Các người! Lúc người tu luyện, ta và chồn nhỏ rảnh rỗi nên vào rừng rậm dạo một vòng, trong nửa tháng này, Yên Chi cô nương vẫn luôn bảo hộ cho chủ nhân. Thú ngũ hành nói. Nửa tháng, Dương Bách Xuyên hoang mang, rõ ràng mới qua một lúc mà thú ngũ hành lại nói là nửa tháng rồi. Có lẽ, biết Dương Bách Xuyên nghi ngờ nên Lục Yên Chi mới giải thích, đúng là nửa tháng rồi. Sau khi ta cắn nuốt độc căn nguyên của Khúc Minh Nguyệt, không nghĩ trong cái rủi lại có cái may, muốn chết cũng không chết được. May mà có Dương đại ca hấp thu khí độc trong cơ thể ta, nếu không thì ta đã chết từ lâu rồi. Hai loại độc của ta và Khúc Minh Nguyệt đấu đá chui vào trong mệnh tinh, phá đi kinh mạch đan điền, đồng thời kích phát ách nan độc thể của ta. Sau khi Dương đại ca giúp ta hấp thu khí độc, ách nan độc thể tự sinh ra thay đổi, luyện hóa độc trùng căn nguyên tạo ra một chất độc cực mạnh. Cuối cùng mệnh tinh thần rú kinh mạch và đan điền tử phủ luyện hóa độc trùng căn nguyên của Khúc Minh Nguyên, cộng thêm thể chất riêng biệt của ta, vết thương đã được chữa trị. Hiện tại chỉ cần một bước nữa thôi là ta sẽ tu thành ách nan độc thể, lần này may mà có Dương đại ca, nếu không có người hấp thu khí độc thì ta cũng không có thời gian cắn nuốt độc trùng căn nguyên của Khúc Minh Nguyệt, cũng không thể thích ứng với tiến hóa của ách nan độc thể. Sau 3 ngày thì ta đã tỉnh, phát hiện ra Dương đại ca đang tu luyện. Vậy nên ta mới hộ pháp. Lục Yên Chi kể xong, nàng nhìn Dương Bách Xuyên với nụ cười rực rỡ, với nàng mà nói lần này chẳng khác nào sống lại từ cõi chết, linh hồn được tái sinh. Ban đầu, nàng vốn liều chết cắn nuốt độc trùng căn nguyên của Khúc Minh Nguyệt, cộng thêm lúc trước nghiêm phạt tự bạo làm nàng bị thương nghiêm trọng, nàng không nghĩ mình có thể sống sót. Ai mà biết Dương Bách Xuyên lại lôi nàng từ cõi chết trở về, lúc Dương Bách Xuyên cứu, ý thức của nàng vẫn biết. Từng đòn kết ấn huyền ảo giúp thần hồn đang lung lay của nàng dần ổn định. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên hấp thụ khí độc trong cơ thể mình, Lục Yên Chi rất cảm động. Nàng bị sư phụ tính kế, sư tỷ ghét bỏ, đau thấu tâm can, đối với một cô nhi không có người thân mà nói, có người không màng tới tính mạng hút độc vào trong cơ thể mình, loại cảm động này thật không thể diễn tả được. Lục Yên Chi bị Dương Bách Xuyên làm cho cảm động, nàng có ham muốn được sống, được tái sinh. Nàng nghĩ, mình không thể phụ ý tốt của Dương đại ca dành cho mình, thế nên sau khi kết hợp đủ loại lý do, ách nan độc thể được bộc phát, giải quyết độc trùng căn nguyên, khiến ách nan độc thể đại thành lại tiến thêm một bước. Sau đó, nàng hồi phục, canh giữ cạnh Dương Bách Xuyên để bảo hộ. Vậy nên hiện tại, Lục Yên Chi đã thông suốt rất nhiều, nàng hiểu mình không còn sư phụ và sư tỷ, nhưng vẫn còn có Dương Bách Xuyên quan tâm nàng. Hãy cảm ơn những điều tốt đẹp. Chỉ cần trái tim khao khát cái đẹp thì thế giới sẽ tươi sáng. Lục Yên Chi đã hoàn toàn thay đổi. Nàng thay đổi bởi sự cảm động mà Dương Bách Xuyên mang tới. Nàng cảm tạ hắn. Lúc này, thú ngũ hành nói, chủ nhân, cái nước kia của người thật thần kỳ, ta bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng biết, hắn cảm giác như mình vừa mới tu luyện nhưng thời gian đã nửa tháng trôi qua. Lục Yên Chi và thú ngũ hành đã khôi phục thương thế, đây là chuyện tốt. Dương đại ca, cảm ơn. Lục Yên Chi cười rực rỡ cảm ơn Dương Bách Xuyên. Không cần cảm ơn ta, là do bản thân ngươi lợi hại, ta còn định sau khi luyện hóa khí độc trong cơ thể rồi mới trị thương cho ngươi,
không ngờ ngươi lại hồi phục rồi, nhưng mà dù sao thì đây là chuyện tốt, ta mong sau này ngươi đừng nghĩ quẩn nữa, hiện tại ngươi cũng đã cởi bỏ được khúc mắc, sau này tu vi chắc chắn sẽ cao hơn. Dương Bách Xuyên nói. Lục Yên Chi nhìn Dương Bách Xuyên với ánh mắt trong veo nói, được, sau này ngươi có thể làm ca ca của ta không? Đương nhiên có thể, muốn còn không được, Dương Bách Xuyên cười nói. Tốt quá rồi, Lục Yên Chi vui mừng hoan hô. Thật ra, Dương Bách Xuyên cũng hiểu một cô nhi như Lục Yên Chi, nàng được Nguyễn Thần Hoan nuôi dưỡng chỉ vì ách nan độc thể trời sinh, nàng thiếu thốn tình yêu, cuối cùng lại biết được người mà nàng xem như cha ruột từ đầu tới cuối luôn tính kế nàng, với một nha đầu như Lục Yên Chi mà nói, đúng là không thể nào chấp nhận nổi. Hiện tại, trong mắt Lục Yên Chi, Dương Bách Xuyên như một loại tín ngưỡng. Dương Bách Xuyên quả thật tìm được hình bóng em gái mình Dương San San từ trên người Lục Yên Chi. Khi còn bé, hai anh em họ cũng không có cha mẹ, vậy nên khi Lục Yên Chi đưa ra đề nghị này, Dương Bách Xuyên rất vui vẻ. Nhìn Lục Yên Chi, Dương Bách Xuyên rất đồng cảm với nha đầu này, để nàng trở thành muội muội của hắn cũng là một chuyện tốt. Tất cả kẻ địch hay sự cố đều được giải quyết toàn bộ, lần này xem như có gì nguy hiểm, nhưng may là kết quả tốt đẹp, mọi người đều vui vẻ. Tiếp theo, bọn họ cần phải bàn luyện vấn đề rèn luyện. Khi Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi đang vui mừng, bọn họ lại không biết, màn chắn phép tắc ở sâu trong Thái Hoang đã xảy ra chuyện. Màn chắn phép tắc vô hình là kết giới ngăn cách khu vực tu sĩ cấp cao từ đại thừa kỳ trở trên và khu vực của độ kiếp kỳ trở xuống. Nhưng vào lúc này, màn chắn lại trơn nhẵn, hai thân hình xuất hiện từ trong hư không, sau khi ánh sáng chói mắt tản đi. Hai lão già xuất hiện trong khu vực dành cho tu sĩ có tu vi thấp hơn độ kiếp kỳ. Hai người này tới từ khu vực đại thừa kỳ. Nếu như Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi có mặt ở đó thì nhất định sẽ nhận ra, hai lão này chính là Nguyên Thần Hoan và Phong Âm Dương. Cuối cùng cũng tới rồi. Lão độc vật, chúng ta đã đi đường mất nửa tháng, cái giá phải trả cũng quá lớn, hy vọng chuyến này chúng ta có thể thuận lợi. Người nói chuyện là Phong Âm Dương. Nguyên Thần Huyễn cũng thở dài, đang định lên tiếng thì sắc mặt chợt thay đổi, vội vàng vươn tay. Ngay sau đó, trên lòng bàn tay xuất hiện một tấm mệnh bài, nhưng mệnh bài đã vỡ đôi. Phong Âm Dương thấy vậy thì mặt biến sắc, lão ta cũng trở tay, ánh sáng lóe lên, trong tay xuất hiện hai tấm mệnh bài đều đã vỡ. Hai người nhìn nhau, sắc mặt khó coi, xảy ra chuyện rồi. Mệnh bài của Khúc Minh Nguyệt đồ nhi của ta đã vỡ. Nó chết rồi. Nghiêm trừng, nghiêm phạt cũng vậy. Sắc mặt của hai lão già vô cùng khó coi. Tính thời gian thì hẳn là bọn chúng chết vào nửa tháng trước. Chúng ta ở khu vực đại thừa kỳ trở lên bị pháp tắc hạn chế nên không cảm ứng được mệnh bài đã vỡ, đến khu vực độ kiếp kỳ trở xuống liền cảm nhận được ngay. Xem ra sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta. Phong Âm Dương sầm mặt nói. Hai đồ đệ chết rồi. Thêm cả một nữ nhân của lão ta là Khúc Minh Nguyệt. Phong Âm Dương rất bực bội. Điều quan trọng là lão ta không biết đã xảy ra chuyện gì, con mồi Dương Bách Xuyên có ổn không? Điều Phong Âm Dương quan tâm hơn cả là Dương Bách Xuyên, hay nói chính xác hơn là thần ma y điển trên người Dương Bách Xuyên. Chẳng may đám Dương Bách Xuyên gặp phải người khác, thì lần này hai lão già bọn họ trả giá đắt tới khu vực độ kiếp kỳ, hao phí 300 năm tu vi. Áp chế cảnh giới xuống độ kiếp kỳ đại viên mãn chẳng phải là uổng công sao? Không khéo thần ma y điển đã bị người khác lấy mất rồi. Lão độc vật mau nhìn xem mệnh bài của Lục Yên Chi còn không? Phong Âm Dương hỏi. Nếu mệnh bài của Lục Yên Chi vẫn còn thì bọn họ có thể dựa vào mệnh bài tìm được nàng ta. Tìm được Lục Yên Chi tức là có thể tìm thấy Dương Bách Xuyên, hoặc là nói thần ma y điển. Hai lão già đều mang theo mệnh bài của đệ tử để khống chế đệ tử. Chỉ có Dương Bách Xuyên không phải môn hạ của bọn họ nên không có mệnh bài của bốn người khác đều ở trong tay bọn họ. Nhưng bây giờ mệnh bài của Khúc Minh Nguyệt và huynh đệ Nghiêm Trừng, Nghiêm Phạt đều vỡ rồi, tức là cả ba người đã chết. Hiện giờ bọn họ vẫn không rõ đã có chuyện gì xảy ra. Ý định của bọn họ là giết Dương Bách Xuyên, sau đó làm cho Lục Yên Chi đạt tới độc thể đại thừa. Hai chuyện này không tính là phức tạp, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện. Hai lão giả đoán nhất định là Khúc Minh Nguyệt và Nghiêm Trừng, Nghiêm Phạt bị ngoại lực tấn công, nếu không sẽ không xảy ra chuyện. Xét về sức chiến đấu, hai huynh đệ Nghiêm Trừng Nghiêm Phạt đều là tu sĩ độ kiếp hậu kỳ,
Khúc Minh Nguyệt là độ kiếp sơ kỳ, Lục Yên Chi và Dương Bách Xuyên tuy là cảnh giới hợp thể nhưng trừ Dương Bách Xuyên ra, Khúc Minh Nguyệt và Lục Yên Chi Chi đều là độc tu, nếu dùng độc giết đích thì ngay cả cao thủ đại thừa kỳ cũng phải e ngại mấy phần. Nếu xảy ra chuyện thì chỉ có thể là Khúc Minh Nguyệt và huynh đệ họ Nghiêm gặp phải kẻ địch mạnh. Trong Thái Hoang Tinh Hải tập trung tu sĩ thiên tài khắp tu chân giới, gặp phải người có thể chém giết với huynh đệ họ Nghiêm và Khúc Minh Nguyệt cũng không có gì lạ. Hai lão già hoàn toàn không nghĩ tới khả năng Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi đã phát hiện ra chân tướng, đồng thời phản kích sau khi biết âm mưu của bọn họ. Bọn họ cũng không ngờ Dương Bách Xuyên đã nghe tường tận cuộc nói chuyện của bọn họ, còn nói cho Lục Yên Chi. Mệnh bài của Lục Yên Chi không sao hết, Nguyên Thần Huyễn lấy mệnh bài của Lục Yên Chi ra quan sát thì thấy vẫn hoàn hảo, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đối với lão ta mà nói, Dương Bách Xuyên chết hay sống là chuyện của Phong Lão Quỷ. Nếu không cần nhờ thủ đoạn y đạo của Phong Lão Quỷ luyện hóa Lục Yên Chi thì lão ta sẽ không mạo hiểm để cho Lục Yên Chi đi theo giết Dương Bách Xuyên, chỉ cần Lục Yên Chi không sao là được. Nguyên Thần Huyễn cảm thấy vô cùng may mắn vì đã tới khu vực độ kiếp kỳ trở xuống. Bây giờ có thể thông qua mệnh bài tìm đến Lục Yên Chi. Chỉ cần tìm thấy Lục Yên Chi là được. Những tu sĩ độ kiếp mạnh mẽ mà lão ta gặp ở đây đều là con kiến trong tay lão ta, bởi vì mặc dù tu vi đã bị áp chế xuống độ kiếp kỳ đại viên mãn, nhưng thực lực và thủ đoạn chân chính vẫn còn đó, lão ta có thể thi triển bí thuật thần thông giết địch. Tức là vô địch trong cùng cảnh giới. Thấy mệnh bài của Lục Yên Chi không sao, Phong Âm Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Lão ta cho rằng tìm thấy Lục Yên Chi ắt sẽ biết chuyện gì xảy ra, như vậy có thể tìm được manh mối về Dương Bách Xuyên. Cho dù Dương Bách Xuyên đã bị giết, thần ma y điển bị cướp đi, chỉ cần có manh mối thì lão ta sẽ nghĩ cách cướp lại. Hơn nữa còn có thể báo thù cho hai đồ đệ. Đương nhiên trong lòng Phong Âm Dương, mạng của hai đồ đệ cộng lại cũng chẳng quan trọng bằng thần ma y điển trên người Dương Bách Xuyên. Lão độc vật mau cảm ứng phương hướng của Lục Yên Chi. Chúng ta cấp tốc chạy tới đó. Ở đây càng lâu, biến số càng lớn. May mà có mệnh bài của Lục Yên Chi, nếu không tìm một người trong Thái Hoang này chẳng khác gì mò kim đáy bể. Nguyên Thần Huyễn gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại, dùng bí pháp với mệnh bài của Lục Yên Chi. Một lát sau, Nguyên Thần Huyễn mở mắt ra, phía đông nam, cách chúng ta rất xa. Đi thôi, mau chóng tới đó. Sau đó hai lão già phóng ra thân pháp sâu trong Thái Hoang, cấp tốc chạy về phía đông nam. Cùng lúc đó, Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi đang bàn bạc về hành trình tiếp theo. Lục Yên Chi mỉm cười nói, trước khi đi, Nguyên Thần Huyễn đưa cho ta một tấm bản đồ, nói là ở phía bắc Thái Hoang có ngọn núi Vô Căn. Ở đó có khí độc Thái Hoang, chỉ cần ta tu luyện ở đó là ách nan độc thể sẽ thành công. Nhưng bây giờ ta không muốn cưỡng chế đột phá. Cứ tu hành theo tự nhiên đi. Dương đại ca có nơi nào muốn đi không? Dương Bách Xuyên suy nghĩ một lúc rồi nói, thật ra đây cũng là lần đầu tiên ta vào Thái Hoang, không biết gì về tình hình nơi này. Ngươi xem trên bản đồ có nơi nào mọc thiên tài địa bảo không, chúng ta đi tìm thiên tài địa bảo. Hiện tại muốn đột phá một cấp mà không có lượng lớn linh khí chống đỡ thì không được, vì vậy chúng ta phải chọn một nơi đi tìm thiên tài địa bảo, hoặc là thu thập linh dược. Về phần độc thể ách nan của ngươi, ta có thể luyện chế đan dược giúp độc thể của ngươi đại thành. Được, để ta xem bản đồ tìm kiếm. Lục Yên Chi lấy ra một tấm bản đồ gia thú ra xem. Một lúc sau, nàng ta ngẩng đầu lên và nói, Dương đại ca, trong rừng rậm Thái Hoang cách nơi này rất xa có một nơi tên là hẻm vực linh dược. Trong này ghi ở đó có hàng nghìn hàng vạn loài linh dược. Hay là chúng ta đi hẻm vực linh dược nhé? Chắc hẳn rất nhiều người vào Thái Hoang sẽ đến đó. Được, dù sao vào Thái Hoang rèn luyện tu hành là chính, đi một mạch suốt quãng đường xa rất gian nan, vừa đi vừa tu luyện cũng không tệ. Lục Yên Chi mỉm cười cất bản đồ ra thú đi, đang định lên tiếng thì đột nhiên toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt. Dương Bách Xuyên phát hiện thấy Lục Yên Chi không bình thường, vội vàng hỏi Yên Chi sao thế? Lục Yên Chi nhìn Dương Bách Xuyên, run rẩy trả lời. Dương đại ca, ta cảm nhận được lão ta tới rồi. Không ngờ lão ta lại tiến vào trong này. Dương Bách Xuyên hơi nghi hoặc, nhưng nhìn dáng vẻ căng thẳng của Lục Yên Chi, đột nhiên hắn có dự cảm chẳng lành. Hắn gặng hỏi, lão ta là ai? Ngươi nói rõ xem nào. Hắn là sư phụ ta Nguyên Thần Huyễn,
Lục Yên Chi run rẩy đáp. Dương Bách Xuyên nghe xong cũng run lên. Ngươi, sao ngươi lại cảm nhận được? Trên người Nguyên Thần Huyễn có mệnh bài của ta, chỉ cần hắn kích hoạt mệnh bài là có thể cảm ứng được ta, tất nhiên ta cũng cảm ứng được hắn. Nhưng ta cảm nhận được hắn ở rất xa, nhất định là sau khi Khúc Minh Nguyệt chết, mệnh bài vỡ, hắn biết chuyện liền dùng mệnh bài của ta cảm ứng. Dương đại ca mau đi đi, Nguyên Thần Huyễn đã tiến vào khu vực độ kiếp kỳ trở xuống, chắc chắn Phong Âm Dương cũng vào rồi. Bọn họ là địa tiên tam chuyển, cho dù vào khu vực độ kiếp kỳ trở xuống, tu vi bị hạn chế thì cũng là tu vi đại viên mãn đỉnh phong. Bọn họ muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay. Dương đại ca đi mau lên, bọn họ không có mệnh bài của ngươi, sẽ không tìm được ngươi. Ta ước tính ít nhất 7 ngày nữa bọn họ mới tìm tới đây. Nhân lúc khoảng cách còn xa, ngươi mau đi đi. Lục Yên Chi sinh lòng sợ hãi, luôn miệng thúc giục Dương Bách Xuyên rời đi. Bởi vì nàng ta biết trong tay Nguyên Thần Huyễn có mệnh bài của mình, bất kể mình chạy trốn tới đâu, lão ta cũng có thể tìm được. Tóm lại là chỉ có một con đường chết, nhưng Dương Bách Xuyên có thể rời đi. Nàng ta không muốn vị đại ca vừa nhận này bị Nguyên Thần Huyễn và Phong Âm Dương lấy mạng. Hai địa tiên tam chuyển cho dù tiến vào khu vực Thái Hoang độ kiếp kỳ trở xuống vẫn là tồn tại vô địch. Nàng ta và Dương Bách Xuyên hoàn toàn không có sức đánh trả. Dương Bách Xuyên nghe xong cũng chấn động. Hắn đã xem nhẹ quyết tâm của Nguyên Thần Huyễn và Phong Âm Dương muốn cướp thần ma y điển trên người hắn và độc thể ách nan của Lục Yên Chi. Dương Bách Xuyên không ngờ hai lão già kia lại trả giá lớn bằng 300 năm tu vi để tiến vào khu vực Thái Hoang dưới độ kiếp kỳ. Nếu bọn họ thật sự tìm được hắn và Lục Yên Chi, đến lúc đó hai người chỉ còn đường chết. Đúng như Lục Yên Chi nói, hắn có thể chạy thoát, nhưng hắn có thể bỏ lại Lục Yên Chi sao? Không thể nào. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, nhìn Lục Yên Chi và nói, người gọi ta là đại ca, sao ta có thể bỏ mặc ngươi một mình? Ngươi coi Dương Bách Xuyên ta là hạng người ham sống sợ chết hay là hạng ích kỷ? Nghe đây, từ giờ trở đi chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Hơn nữa ngươi không cần lo lắng, nơi này Thái Hoang chứ không phải thế giới bên ngoài, người khác không dùng được linh thức nhưng ta có thể nói cho ngươi biết đại ca của ngươi có thủ đoạn sử dụng linh thức. Thậm chí ta không chỉ có một thủ đoạn giữ mạng này đâu. Việc bây giờ chúng ta phải làm là kéo giãn khoảng cách với đám Nguyên Thần Huyễn. Bọn họ di chuyển thì chúng ta cũng di chuyển, cho dù Nguyên Thần Huyễn cảm ứng được ngươi thì sao chứ? Có thể đuổi kịp hãng nói. Cho dù bọn họ đuổi kịp đi chăng nữa, ta cũng cho bọn họ ăn hành. Vì vậy ngươi đừng lo lắng, đã có đại ca ở đây. Bây giờ chúng ta lập tức rời đi, cứ để Nguyên Thần Huyễn đuổi theo đằng sau là được. Dù sao bọn họ cũng không đuổi kịp chúng ta trong một chốc một lát được, chúng ta tới hẻm vực linh dược trước. Nghe thấy những lời khí phách đầy kiên quyết của Dương Bách Xuyên, Lục Yên Chi vững lòng hơn nhiều. Dương Bách Xuyên nói có biện pháp đối phó với Nguyên Thần Huyễn và Phong Âm Dương, nàng ta nửa tin nửa ngờ. Nhưng Dương Bách Xuyên nói sẽ không bỏ mặc mình, nàng ta vô cùng vui vẻ. Lục Yên Chi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Dương Bách Xuyên, trong lòng tràn đầy cảm động. Nàng ta cũng biết lúc này mình không được dở tính trẻ con, không thể chọc Dương Bách Xuyên không vui, vì vậy bèn nói, vậy. Vậy ta nghe lời Dương đại ca. Thế mới đúng chứ, đi thôi, Thái Hoang mênh mông, Nguyên Thần Huyễn và Phong Âm Dương muốn đuổi kịp chúng ta cũng không dễ. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa gọi thú ngũ hành ra ngoài, xoay người cưỡi lên lưng thú ngũ hành, sau đó vươn tay ra hiệu cho Lục Yên Chi ngồi lên. Lục Yên Chi do dự giây lát rồi xoay người ngồi lên lưng thú ngũ hành. Lúc này, nàng ta nghe thấy Dương Bách Xuyên nói. Tiểu ngũ chạy với tốc độ nhanh nhất có thể đi. Dương Bách Xuyên nói với thú ngũ hành. Hai người ngồi vững nhé. Yên tâm đi, có ta ở đây, hai lão già kia đừng hòng đuổi kịp chúng ta. Thú ngũ hành hờ hững nói. Con trồn kêu chít chít, ngồi lên đầu thú ngũ hành, tựa như muốn nói ngươi đừng khoác lác. Trước giờ con trồn luôn là lão đại xứng danh trong đám linh thú của Dương Bách Xuyên không phải vì thực lực mạnh mẽ, mà là vì nó được Dương Bách Xuyên yêu thích. Vì thế, thú ngũ hành không dám làm gì con trồn. Trái lại còn phải lấy lòng nó. Bởi vì thỉnh thoảng con trồn sẽ phun ra một quả linh đào từ trong miệng ra xem như ăn cơm, lúc vui vẻ nó có thể thưởng cho thú ngũ hành một quả. Càn khôn trong bụng con trồn chứa không biết bao nhiêu đồ ăn ngon, thú ngũ hành thấy nó ăn linh đào thỏa thích,
hỏi ra mới biết nó trộm trên núi Linh Đào trong không gian bình càn khôn. Sau khi biết chuyện, thú ngũ hành trợn tròn mắt, lúc đó Dương Bách Xuyên thu hắn ta vào không gian bình càn khôn đã nghiêm khắc cảnh cáo hắn ta không được động vào bất cứ thứ gì trong bình càn khôn. Vậy mà con trồn lại có thể trộm Linh Đào, tất nhiên thú ngũ hành biết là chủ nhân Dương Bách Xuyên ngầm đồng ý. Con trồn thường xuyên ăn Linh Đào, Dương Bách Xuyên cũng vờ như không thấy. Nhìn từ điểm này, thú ngũ hành biết con trồn rất được lòng Dương Bách Xuyên, khiến lòng hắn ta chua lè. Hơn nữa, lúc ở tinh thần môn hắn ta cũng từng nghe Hầu Đậu Đậu kể chuyện về con trồn. Hầu Đậu Đậu nói hồi bé nó và lão đại trồn sống bên nhau, mỗi lần gây họa Dương Bách Xuyên toàn đánh nó, chưa bao giờ đánh con trồn. Từ đó, thú ngũ hành hiểu ra con trồn mới là lão đại. Nếu không, hắn ta đường đường là thú ngũ hành, được mệnh danh là ngũ hành vương, há lại cho một con linh thú nhỏ ngồi lên đầu. Mặt khác, thật ra thú ngũ hành đã nhận được không ít linh đào từ con trồn, giữa bọn chúng đã thiết lập quan hệ khăng khít. Thú ngũ hành đã ăn linh đào trong không gian bình càn khôn, có thể nhanh chóng bổ sung yêu khí trong cơ thể, tuy không có nhiều tác dụng với tu vi, nhưng ăn ngon vô cùng. Hắn ta còn muốn lừa thêm mấy quả trong tay con trồn đấy. Con trồn khinh bỉ, thú ngũ hành không để bụng chút nào, mỉm cười nói, trồn không tin thì chúng ta thi tốc độ nhé. Chít chít chít, con trồn kêu chít chít, Dương Bách Xuyên nghe mà buồn cười. Nó nói, thú ngũ hành ngươi ngốc thế, ta có thể thoải mái ngồi trên đầu ngươi thì cần gì phải thi tốc độ. Không thi thì ta cũng là lão đại của ngươi. Dương Bách Xuyên dịch lại lời của con trồn cho Lục Yên Chi nghe. Lục Yên Chi cũng không nhịn được cười, mây đen trong lòng tan đi không ít. Sau đó, thú ngũ hành hóa thành một cơn gió chạy băng băng vào rừng rậm. Để lại tàn ảnh trong rừng rậm Thái Hoang có địa hình phức tạp, quả thật tốc độ không chậm. Trên Thái Hoang tinh hải không thể bay, không thể sử dụng linh thức, và còn rất nhiều hạn chế khác nữa, thật sự rất rắc rối. Nhưng ai có thể phá bỏ những hạn chế này thì người đó có thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, không thể bay thì đã có thú ngũ hành thay cho đi bộ, xem như là sự hỗ trợ lớn rồi. Người khác không thể sử dụng linh thức. Nhưng hắn có thể thông qua không gian hắc liên sử dụng linh thức. Ngoài ra hắn còn có càn khôn nhãn nữa. So với những người khác trong Thái Hoang tinh hải thì hắn mạnh hơn nhiều. Nếu Nguyên Thần Huyễn và Phong Âm Dương thật sự đuổi kịp, tuy hắn không tin chắc 100% mình có thể thắng hai lão già kia, song hắn có biện pháp bảo vệ tính mạng. Bây giờ cứ đi hẻm vực linh dược rồi tính tiếp. Dựa theo cảm ứng của Lục Yên Chi, Nguyên Thần Huyễn vẫn còn cách rất xa. Dù đến đây cũng phải mất mấy ngày. Mà trong mấy ngày này, bọn họ đã đi xa tít tắp rồi. Muốn đuổi kịp hắn và Lục Yên Chi không phải chuyện đơn giản. Sau khi tới hẻm vực linh dược, Dương Bách Xuyên chuẩn bị tìm linh dược luyện đan, tiếp tục nâng cao tu vi. Hiện tại hắn đã biết bí quyết tu luyện, nếu có thể tiến thêm một bước, tu vi đạt tới cảnh giới hợp thể hậu kỳ, thì hắn tự tin có thể đối đầu trực diện với Nguyên Thần Huyễn. Dù sao Nguyên Thần Huyễn và Phong Âm Dương tiến vào khu vực độ kiếp kỳ trở xuống, cảnh giới tu vi đã bị áp chế xuống độ kiếp đại viên mãn, không còn là địa tiên tam chuyển nữa. Hắn vẫn còn thiếu một số linh dược, định bụng đến hẻm vực linh dược thử vận may xem có thể tìm được linh dược thượng hạng hay không, đến lúc đó dùng để luyện đan là có bảo đảm rồi. Hắn cũng muốn luyện chế một số đan độc cho Lục Yên Chi để giúp nàng ta đột phá, như vậy thì nàng ta cũng có năng lực tự vệ. Tính toán rất tốt, cũng rất chính xác, nhưng Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi đã bỏ quên một vấn đề. Nơi này là Thái Hoang Tinh Hải, là thế giới đầy rẫy nguy hiểm. Lần này đi hẻm vực linh dược cách xa ngàn dặm, làm sao bọn họ có thể tập trung đi đường một cách thuận lợi cho được. Không lâu sau, phiền phức đã kéo tới. Thú ngũ hành chạy 3 ngày trong rừng rậm Thái Hoang mênh mông. Trong 3 ngày, hắn ta chạy được tối thiểu vạn dặm đường. Khi thú ngũ hành băng qua một con sông rộng hơn 200 mét, tốc độ giảm bớt. Không biết đây là sông gì, nước không chảy xiết nhưng sâu không thấy đáy. Đối với thú ngũ hành mà nói, con sông này không nhằm nhò gì. Khi đến giữa sông, đột nhiên nước sông hình thành một dòng xoáy khổng lồ, bất cần một cái đã bị cuốn vào trong xoáy nước có đường kính hơn 20 mét. Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi ngồi trên lưng thú ngũ hành không hề có phản ứng. Vòng xoáy này giống kiểu ngươi đang đi trên mặt đất thì đột nhiên mặt đất sụp xuống,
hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Chỉ trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên, Lục Yên Chi, Thú Ngũ Hành và con trồn đã bị cuốn vào trong xoáy nước sông rồi biến mất không còn tăm hơi. Một giây sau, dòng xoáy cũng nhanh chóng biến mất, mặt sông yên ả trở lại tựa như không có chuyện gì xảy ra, vô cùng quỷ dị. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, Nguyên Thần Huyễn đã từ lá chắn pháp tắc tiến vào rừng rậm Thái Hoang đột nhiên dừng bước. Phong Âm Dương cũng dừng lại hỏi, lão độc vật sao thế? Lạ quá, cảm ứng khí thức của Lục Yên Chi biến mất rồi. Nguyên Thần Huyễn nhíu mày trả lời. Có phải khoảng cách quá xa nên mất cảm ứng không? Vẫn chưa cảm ứng được vị trí cụ thể à? Phong Âm Dương cũng hơi căng thẳng. Nếu biến mất không thấy thì khó mà tìm được người nơi Thái Hoang mênh mông này. Mệnh bài của Lục Yên Chi chưa vỡ chứng tỏ nàng ta chưa chết. Nhưng cảm ứng khí tức lại biến mất, thật kỳ lạ. Nguyên Thần Huyễn trầm ngâm nói, đây à ấn ký nguyên thần cả nó, ở xa cũng cảm ứng được. Bây giờ cảm ứng khí tức biến mất, khả năng cao là nó đã tiến vào nơi cách ly. Vẫn chưa tìm thấy vị trí cụ thể. Chúng ta đi nhanh lên, đến nơi nó biến mất xem sao rồi tính tiếp. Phong Âm Dương gật đầu, hai người tiếp tục biến thân thành tàn ảnh băng qua rừng rậm Thái Hoang, hệt như ma quỷ. 4 ngày sau, Nguyên Thần Huyễn và Phong Âm Dương xuất hiện ở ven bờ một con sông, chính là nơi Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi biến mất. Lão độc vật có chắc chắn là ở đây không? Phong Âm Dương nhìn mặt sông phẳng lặng và hỏi. Nguyên Thần Huyễn gật đầu trả lời, thảo nào cảm ứng biến mất, không ngờ nó lại tiến vào sông Tịch Diệt, thế này thì phiền phức rồi. Sông Tịch Diệt, đây là sông gì? Hiển nhiên Phong Âm Dương không biết. Nguyên Thần Huyễn lấy ra một tấm gia thú cho Phong Âm Dương xem, sau đó nói, tấm bản đồ gia thú này là bản đồ cao cấp nhất mà ta lấy từ Thương Hội Nhật Nguyệt Tinh Thần, trên này có viết về con sông Tịch Diệt này. Người đời đều biết Thái Hoang Tinh Hải kỳ lạ, rất nhiều thứ không ghi lại được, cho dù ghi lại ở trong này thì ra ngoài cũng biến mất không còn gì. Đó là do pháp tắc thiên địa hạn chế. Nhưng cũng có ngoại lệ, ví dụ như tấm bản đồ gia thú này. Hình vẽ trên bản đồ được vẽ bằng bí pháp tinh huyết, có thể lưu lại. Mà sông Tịch Diệt là một địa điểm lạ lùng trong rừng rậm Thái Hoang. Đáy sông Tịch Diệt có tộc đàn thủy yêu cực kỳ hùng mạnh. Cả con sông Tịch Diệt chảy qua toàn bộ Thái Hoang, không ai biết nó dài bao nhiêu. Mỗi đoạn dưới đáy sông đều có các loài thủy yêu khác nhau sinh sống, kẻ mạnh còn có thể nuốt chửng thần tiên. Đương nhiên không ai dám chắc ghi chép này là thật hay giả, nhưng dưới đáy sông Tịch Diệt có tộc đàn thủy yêu là sự thật. Đáy sông là thế giới của thủy yêu, nhất định là vô cùng nguy hiểm. Nghe Nguyên Thần Huyễn nói xong, Phong Âm Dương cũng trầm tư. Rõ ràng thế giới lạ lẫm kia rất đáng sợ, lão ta và Nguyên Thần Huyễn không ngờ Lục Yên Chi lại biến mất ở sông Tịch Diệt này. Bây giờ xem ra khả năng cao là người đã xuống dưới đáy sông. Xuống đó như thế nào không phải là điều quan trọng là hai lão già bọn họ phải làm sao? Làm sao bây giờ? Phong Âm Dương hỏi Nguyên Thần Huyễn. Còn có thể làm sao nữa? Sự việc đã đến nước này, chỉ có thể tiếp tục tìm thôi. Nguyên Thần Huyễn nhìn dòng sông Tịch Diệt sâu không thấy đáy. Thật sự là lão ta đã hao tài tốn của, phí tâm phí sức trên người Lục Yên Chi rất nhiều. Cả đời lão ta tu luyện độc đạo. Độc thể ách nan trời sinh của Lục Yên Chi là lựa chọn tuyệt vời nhất giúp lão ta nâng cao tu vi để vượt qua tán tiên kiếp lần thứ tư. Làm sao lão ta có thể từ bỏ cho được? Vậy thì đi thôi, Phong Âm Dương nói, lão ta cũng giống Nguyên Thần Huyễn, tuy còn 200-300 năm nữa mới đến tán tiên kiếp lần thứ tư, nhưng... đối với tu sĩ cấp bậc bọn họ mà nói, chút thời gian ấy chỉ là một lần bế quan mà thôi. Phong Âm Dương bất chấp tất cả muốn cướp lấy thần ma y điển trên người Dương Bách Xuyên bởi vì lão ta là tu sĩ y đạo. Y đạo thăng cấp tức là tu vi thực lực tăng, như vậy có thể tăng tỷ lệ vượt qua tán tiên kiếp lần thứ tư, lão ta cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, Phong Âm Dương si mê thần ma y điển cả đời, từng thề từng ước một ngày nào đó y đạo đại thành thì lão ta sẽ tới Thái Y Viện của Hoàng Triều Hiên Viên thi đấu, dùng thuật y đạo dẫm đạp các thánh thủ của Thái Y Viện gia tộc Hiên Viên dưới chân. Để cho gia chủ Hiên Viên mở to mắt nhìn Phong Vân Thần Khuyển năm xưa bị ông ta hạ lệnh cho một cung nữ tiêu diệt đã đạt tới đẳng cấp gì. Lão ta muốn dùng y đạo làm cho gia tộc Hiên Viên mất hết thể diện, thậm chí tương lai sẽ sáng lập ra một thánh địa y đạo khác thay thế gia tộc Hiên Viên. Trước khi gặp Dương Bách Xuyên, Phong Âm Dương biết tất cả chỉ là mơ ước mà thôi,
lão ta cũng chỉ tưởng tượng chút mà thôi. Nhưng sau khi gặp Dương Bách Xuyên, lão ta biết chuyện này có thể trở thành sự thật, ước mơ vĩ đại có thể thực hiện, bởi vì trên người Dương Bách Xuyên có thần ma y điển. Gia tộc Hiên Viên hùng mạnh chỉ dựa vào cuốn thần ma y điển không đầy đủ đã có thể sáng lập nên thánh địa Hoàng Triều Hiên Viên. Nếu có bản thần ma y điển hoàn chỉnh, phòng âm dương khó mà tưởng tượng được sẽ có uy lực cỡ nào, sáng lập nên một thánh địa y đạo khác vượt qua gia tộc Hiên Viên thì có gì khó. Vì vậy, phòng âm dương nhất quyết phải tìm được Dương Bách Xuyên, lấy được thần ma y điển. Chấm chấm chấm. Trở lại 4 ngày trước, khi thú ngũ hành, Dương Bách Xuyên, Lục Yên Chi và con trồn bị cuốn vào dòng xoáy. Dương Bách Xuyên một tay túm con trồn, một tay giữ Lục Yên Chi, đồng thời thi triển thuật tị thủy. Nhưng hắn phát hiện trong con sông này không thể sử dụng thuật tị thủy. Hắn thầm cảm thán thái hoang kỳ lạ. Sau đó, hắn vội vàng vận chuyển chân khí trong người để tránh sặc nước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 94.